Là ban ngày nhưng căn phòng mà bé gái này đang ở lại vô cùng tối tăm. Cô tên là Aoi đang bị chính người mẹ của mình nhốt lại. Hiện tại Aoi đang vô cùng đói thì một Azashi đã xuất hiện cho cô thức ăn. Thời gian cứ thế trôi nhanh Aoi cũng dần lớn lên. Cô cũng nhận thức được bản thân khác người thường đó là thấy những thứ mà họ không thể thấy. Azashi có rất nhiều loại nguy hiểm nhưng đổi lại cũng có loại tốt bụng. Hôm đó trên con đường tràn ngập anh đào Aoi đã nhìn thấy một Azashi ngồi trước cổng Toji. Cô muốn bơ kẻ đó để rời đi thì Azashi lại nói đói bụng nhiều lần như muốn cô nghe. Aoi cũng không thể để Azashi đó đói bụng mà làm hại con người nên đã đưa hộp cơm của mình. Khi Azashi đó ăn thì khen nó rất ngon hơn nữa còn gọi chành của cô, Aoi cũng không quan tâm mà rời. Bởi vì khả năng nhìn thấy Azashi này mà cô bị mẹ của mình ghẻ lạnh và bỏ rơi. Người đã đưa cô ra khỏi cô nhi viện không ai khác là người ông tốt bụng. Không lâu sau ông cô cũng đã mất và để lại cho cô một số tiền đủ để sinh sống qua ngày. Hôm sau lúc đi qua địa điểm gặp Azashi hôm qua thì cô thấy một cây châm và hộp cơm. Cứ nghĩ đó là quà đáp lễ nên cô đã mở nó ra. Không ngờ ngay khi tấm vải được mở thì từ bên trong một thứ màu đen bao trùm lấy cô. Aoi đã quên lười ông từng dặn Azashi sẽ nhắm đến con người có thể thấy họ. Khi này Azashi đó xuất hiện và gọi cô là cô dâu. Cho đến khi Aoi tỉnh lại thì thấy xung quanh có rất nhiều Azashi. Cô rất ngơ ngác không hiểu sao bản thân lại bị gọi là cô dâu. Những người xung quanh gọi Azashi này là chủ nhân và ngăn cản không muốn anh cưới cô, một loài người thấp bé. Aoi lập tức chạy ra bên ngoài đã rất ngạc nhiên khi trước mắt lại là một khu phố kỳ lạ, có cả những chiếc thuyền bay trên trời. Odana đi đến bên cạnh cho cô biết nơi này là cảnh giới nơi mà những Azashi sinh sống. Còn anh là Odana, chủ nhân của tòa nhà Tenjin này. Aoi mới chợt nhớ ra từng thấy bức ảnh của ông chụp với một nhà trò Tenjin. Anh nói thêm anh là bạn ông cô và đồng thời cũng là chồng của cô. Như lẽ thường Aoi cương quyết từ chối mối quan hệ bất ngờ này. Odana mới nới về trước đây ông cô đã đến Tenzin này chơi và đã nợ một đống tiền lớn. Bởi vì không có tiền để trả nên ông đã ký giao kèo sẽ để cháu gái mình cưới anh. Thấy cô vẫn rất cứng đầu anh cho người đến đưa cô đi tra tấn. Aoi cứ nghĩ sẽ đau đớn lắm nhưng bọn họ lại đưa cô đi tắm thư giãn. Sau đó Odana đến hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa, Aoi vẫn kiên quyết từ chối. Anh bảo những Azashi rất thích ăn thịt loài người có tinh thần mạnh mẽ vì họ rất ngon. Anh cũng rất muốn ăn cô nhưng lại không thể. Aoi muốn biết về số tiền ông mình đã nợ thì nó lên đến 100 triệu yên. Cô hứa sẽ làm việc để trả nợ, Odana lại thấy không thể. Vì nếu cô muốn làm việc thì anh sẽ không bảo hộ che chở như cô dâu. Nếu có Azashi nào tấn công ăn thịt thì đừng trách anh, Aoi cũng không nói được gì. Tối đó trong khi ngủ cô nhớ về người ông ân cần chu đắc ngày xưa. Mà dưng dưng nước mắt không biết liệu có phải ông nhẫn tâm bán cô như vậy. Cô đang rất đói bụng thì bên ngoài có tiếng động. Thì ra đó là một cậu nhóc hồ ly chính đuôi cậu nhóc đã lén không để Odana biết và đem thức ăn đến cho cô và giới thiệu bản thân là Jinji. Cậu là một trong những người có mặt ở sảnh lúc nãy, bởi vì có khả năng biến đổi cơ thể nên mới ở dạng trẻ con để không dọa cô sợ. Jinji cho biết Odana là một người rất tuyệt và được các nhân viên mình tôn trọng, là một trong những Azashi mạnh nhất ở cảnh giới này. Dù có là vậy Aoi cũng sẽ không cưới anh ta mà làm việc để trả nợ. Thế là ngay sáng hôm sau cô đã đi khắp nơi để xin việc. Trước tiên là công việc phục vụ phòng, nhưng cô gái Gio có vẻ rất ghét cô mà từ chối ở những cô việc từ quầy thu ngân và nhà tắm cũng không có ai nhận cô. A oi dầu dĩ đi một hồi thì thấy phía trước có dấu mũi tên chỉ đường. Càng lúc càng có nhiều mũi tên chỉ đến một căn phòng trong bí hiểm. Cô không biết liệu có nguy hiểm không mà cũng kiểu đi. Nhưng khi vào bên trong khung cảnh trong đây hoàn toàn khác bên ngoài trông rất trang nhã. Cô vào một cái quán nhỏ thì đã thấy Jinji ở đây. Anh đang ở hình dạng người lớn thường ngày. Jinji chia sẻ nơi đây sắp phải đóng cửa vì khu này là nơi rất xui xẻo. Dù cho có kinh doanh loại hàng gì hay ra sức thu hút khách thế nào cũng đều thất bại. Đúng lúc anh đang dọn dẹp chút thực phẩm còn thừa nên Aoi ngỏ ý làm món gì đó để đáp lễ hôm qua anh cho cô ăn. Jinji rất hứng thú với món cơm trứng cuộn của người Nhật nên Aoi cũng đáp ứng yêu cầu làm ra một món tương tự. Sau một hồi nấu nướng các thứ thì cũng đã ra thành phẩm, Jinji vừa ăn vào đã khen rất ngon. Rồi anh làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô có muốn mở lại quán ăn này không. Aoi có hơi giật mình nhưng cô đã từ chối cho rằng bản thân không thể làm được. Jinji muốn cô suy nghĩ lại thì đã để cho cô ở lại nơi này. Hiện tại Aoi cũng đang rất đắn đo mà nấu rất nhiều thức ăn để giải tỏa áp lực. Cô cảm thấy nếu không mở lại quán ăn thì bây giờ cũng không có công việc nào chấp nhận. Khi cô đi ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng động rất lớn. Khung cảnh trong vô cùng hỗn loạn khi bếp trưởng nơi đây đang xảy ra trận chiến với những Tengu. Aoi hỏi một cô nhóc chạy việc thì được biết những Tengu đã phàn nàn về món ăn của họ. Trong khi uống say thì lại ném bàn thức ăn đi khiến bếp trưởng rất tức giận. Nói đi thì cũng nói lại, Tengu là thực khách hàng đầu của Tenji này. Hơn nữa người đứng đầu của Tengu là một Azashi có sức ảnh hưởng lớn có cấp bậc ngang với Odana. Lúc này Odana cùng quản lý đi đến làm cô nhóc chạy việc sợ hãy biến thành dạng trồn quỳ lại. Aoi đang ngớ người thì bị ném đồ vì gặp chủ nhân của họ mà không chào. Odana còn buông lời cay đắng nói cô là con người không thể làm gì được nơi đây. Cô còn chõ mũi vào chuyện của họ, sau đó thì lạnh lùng nói cô rời đi nếu không sẽ ăn thịt cô. Aoi vừa tức giận vừa uất ức chạy trở về quán ăn. Trong khi đang rất buồn thì bên ngoài có tiếng động lớn, Cô ra xem thì thấy một ông lão Tengu đang nằm trên đất nên đã đỡ ông vào nhà. Một lúc sau ông lão đã tỉnh dậy, trong mơ màng ông hỏi đây là nơi nào. Thấy ông vẫn còn bỡ ngỡ thì A Oi hỏi ông có muốn ăn thức ăn cho cô nấu không. Khi nhìn thấy bàn thức ăn ông lão đã ăn lấy ăn để mà khen không ngừng. Sau đó ông hỏi tên và biết cô có họ Subaki đã rất bất ngờ. Ông lại nói cô có phải con gái của Shizu không? Đó chính là ông của Aoi. Ông lão cười lớn bảo biết rất rõ ông của cô rồi giới thiệu bản thân là Mật Suba. Ông kể rằng bản thân đã chán thức ăn ở Tenjin này và khen món ăn cô làm rất ngon. Ông thấy cô rất giống Shizu từ khí chất cho đến linh lực. Mật Ba cho cô biết Shizu là một con người sử dụng sức mình để đến được âm giới. Hơn nữa còn có rất nhiều Azashi yêu quý ông ấy. Hơn nữa Mật Ba còn nợ ông cô một ơn cứu mạng. Đó là vào một ngày uống say ông đã rơi xuống hồ nước. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm thì Shizu đã lao đến cứu ông. Khi đó Shizu đang câu cá ở một con sông bị cấm. Vì thời điểm đó Mật Su Ba không đem theo gì bên mình nên đã hứa tặng cho Shizo một cái quạt da bảo của Tengu. Nhưng Shizo lại quên mất lời hứa đó mà không đến lấy. Thời điểm đó Shizo là một người tự do tự tại. Rồi Mật Su Ba hỏi về tình hình hiện tại của Shizo. Cũng cũng buồn bã nói ông mình đã mất trong một làn trượt chân đập đầu xuống đất. Mật Su Ba sau đó đã nói lời từ biệt rồi rời đi. Sáng hôm sau trong khi Aoi đang trầm ngâm suy tư thì Jinji vội vã chạy đến. Anh không nói không rằng mà kéo cô rời đi. Ra bên ngoài đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn. Odana hỏi cô có phải tối qua đã cho một ông lão Tengu ăn thức ăn không? Cô đang lo lắng sợ mật ba bị đau bụng hay gì thì ông đã xuất hiện, vui vẻ chạy đến nắm lấy tay cô. Azashi bên cạnh nói rằng tối qua để tạ lỗi với những Tengu vì vụ ẩu đả thì Odana đã tổ chức một tiệc rượu trên du thuyền bay. Thế nhưng trong khi đang nhậu thì mật su ba người đứng đầu của Tengu vì uống say mà trượt chân ngã xuống đất. Nhờ có cô chăm sóc thì bây giờ ông đã không sao. Nói rồi mật su ba lấy ra một chiếc lá tặng cho cô. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc còn aoi thì không hiểu gì nhưng nhìn vào phản ứng của họ cô cũng biết nó rất quý đây chính là chiếc quạt gia bảo ông đã nói đến tối qua mật su ba cũng đã nghe nói cô ở lại để trả nợ cho món nợ của shizu thì ông đề nghị cô nên đến làm ở su mon chỗ ở của những tengu ông sẽ trả hết toàn bộ món nợ và hứa sẽ cho cô cuối một trong những con trai của mình đây là một điều kiện vô cùng tốt ai ai cũng mong muốn jinji đi đến nói với mật su ba aoi là hôn thê của odana mật su ba không hề để tâm vì bọn họ gọi aoi là hôn thê nhưng lại đối xử với cô rất tệ rồi ông hỏi quyết định của Aoi, nhưng cô đã từ chối vì Sizo là ông cô. Cô sẽ là người làm việc để ta hết nợ của ông mình và muốn trả lại chiếc quạt. Matsuba từ chối dù sao ông cũng từng hứa tặng nó cho Shizo nên cô phải nhận. Matsuba nói với Odana hãy quan tâm tới Aoi, dù quan hệ cậu với Sizo trước đây không tốt nhưng cũng đừng đổ lỗi lên đầu Aoi. Lúc mọi người đi hết cô gái chạy việc khen Aoi rất đỉnh. Cô đã giúp Tenjin giữ được mối quan hệ với Tengu. Aoi không trần trừ nữa mà chạy đến chỗ Odana xin anh cho cô mở lại quán ăn. Nhìn thấy ánh mắt của cô anh đã kéo cô lên thuyền bay. Bảo làm đầu bếp cho những Azashi không phải là chuyện dễ nhưng cô hãy cứ thử nó. Ở trên du thuyền Odana nói rằng ở âm giới này có một thủ đô nằm ở trung tâm và xung quanh nó là 8 hòn đảo. Mỗi hòn đảo đều được những người có thế lực cai quản riêng. Matsuba cũng là một trong những người đó. Anh muốn cảm ơn Aoi đã giúp Tenzin. Thế là Odana đã để người của mình giúp cô trang điểm và thay một bộ đồ trương gương anh còn đích thân đi chọn đồ cho cô làm những cô gái phục vụ rất ngưỡng mộ. Ba cô gái bàn về chuyện quản lý trẻ Gio mà thấy Aoi xinh đẹp như này chắc sẽ rất ghen tị. Bởi vì Gio rất thích Odana còn đi nói với mọi người bản thân là chủ nhân của Tenzin. Khi này Odana đi đến khen cô mặc đồ rất đẹp làm cô có hơi ngại. Anh lấy ra một chiếc châm cài tặng nó cho cô. Ra bên ngoài Aoi vô cùng ngỡ ngàng với cảnh đẹp trước mắt. Nơi đây là dâu tô thủ đô của âm giới. Bọn họ vừa mới xuống khỏi du thuyền thì đã có rất nhiều người nhận ra Odana mà đến chào hỏi trước khi đi anh căn dặn cô luôn phải đeo theo mặt nạ bên mình nếu không sẽ bị phát hiện là loài người và bị ăn thịt vào bên trong thành phố hai người đi tham quan nhiều cửa tiệm khác nhau a oi rất thích thú với chiếc bát ở nơi đây nên anh ngỏ ý muốn tặng cô đã không nhận do khi không thì không muốn mắc nợ ai sau đó hai người đến một tiệm lẩu a oi tò mò khi không thấy anh ăn odana bảo anh chỉ giết ăn thịt người hay ruột của họ làm cô mất cả hứng lúc này một cô gái vô cùng xinh đẹp đi đến cô là suzu gian một nghệ giả xinh đẹp nổi tiếng ở thủ đô và cô cũng chính là em gái của akatsuki anh chàng quản lý tiếp tân aoi không thể tin vào mắt mình do khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau vừa biết aoi là cháu của shizu thì suzu rất vui mà hỏi về ông ấy cô đang định nói ông mình đã mất liền bị odana chan vào bảo ông ấy không cùng đến đây rồi yêu cầu muốn được nghe cô đàn suzu cũng không làm hai người thất vọng mà đàn bản nhạc vô cùng hay sau một hồi lâu nghe tiếng đàn khiến cho tâm trạng của aoi vô cùng tốt odana đã dẫn cô đi ăn đầu ngọt nhưng trên đường đi cô cảm thấy dường như có Azashi nào đó đang theo dõi mình. Cô tình cờ va phải người đi đường làm chiếc châm cài rơi ra, sau khi nhặt lại nó thì mới giật mình không thấy Odana đâu. Cô đi tìm xung quanh thì đã bị trượt chân bởi mặt đất bị đóng băng. Một làn gió tuyết thổi đến khiến cho chiếc mặt nạ của Aoi rơi ra. Đúng lúc này có rất nhiều Azashi nhận ra cô là con người thì tiến tới muốn ăn thịt. Trong cơn hoảng loạn Aoi quật nhẹ chiếc quạt thì đã thổi bay hết bọn chúng. Cô đeo lại chiếc mặt nạ thì thấy một kẻ khả nghi ở phái bên kia không suy nghĩ gì nhiều cô đuổi theo và đầy ngã người đó ra. Thì không ngờ đó lại là Dio. cô ấy đã hóa băng mặt đất khiến cô ngã rồi thổi bay mặt nạ của cô. Trong lúc hai người đang tranh cãi thì phái trước Suzu Gian đang bị một đám người truy bắt. A ỏi dã kéo tay cô trốn vào một góc tối thì không bị phát hiện. Suzu Gian tâm sự rằng đám người lúc nãy là gia nhân của Zahata, một gia tộc kinh doanh kimono có quyền lực ở nơi này. Suzu Gian đã bị căn nhà nghệ giả đó bán cho cậu chủ của Zahata với số tiền lớn đây là một vấn đề gian nguy khi tên công tử bột kia là một tên sát gái từng quậy phá ở tenjin bọn họ không biết bao nhiêu lần bất thình lình odana không biết từ đâu xuất hiện đã nghe hết câu chuyện anh đã dẫn suzu đến con thuyền bay đang định lên trên thì đám gia nhân nhà Zahata đợi sẵn nơi đây xuất hiện anh để suzu vẩy ô lên thuyền trước tên công tư nhà ra khi này cũng đã đến hắn không hề nể mặt gì anh mà yêu cầu giao suzu gian ra Chuyện này Odana không thể chấp nhận còn nói Suzuzan không hề thích hắn nên sẽ rất ích kỷ khi bắt ép cô ấy cưới. Aoi cảm thấy anh nói ra câu này mà không biết nhột hay gì. Tên công tử nhà Zahata đã hoàn toàn tức giận cho người phóng tên lửa. Những mũi tên lao đến đã bị anh bắt lấy. Đợt tên thứ hai lao đến Aoi không ngần ngại dùng chiếc quạt thổi bay hết. Đám người run rẩy không biết cô là ai mà lại có được bảo bối Tengu. Odana trịnh trọng giới thiệu cô là cháu gái của Sizo và cũng là vợ chưa cưới của anh. Nghe đến đây tên công tử sợ hãi khi con cháu Shizu kết hôn với quỷ thần. Odana mỉm cười ôm lấy Aoi nhảy lên chiếc thuyền bay cao trên trời. Trở về lại Tenjin Suzuzan và Akatsuki có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Riêng Gio thì bị quản lý trách mắng. Odana cũng trách vì đã ra lệnh cho cô trông coi Tenji thế mà không nghe lời. Anh phạt giáng trước quản lý của cô và tự nhốt mình trong phòng sám hối. Gio suy sụp ngã quỵ. Một lúc sau khi Aoi đang ở quán ăn thì Kasuga cõng Gio đến. Gio đã ngất trong khi làm việc do sốt mà đa phần mọi người ở Tenzin đều ghét Gio nên Kasuga không tiện nhờ họ chăm sóc. Cô nhờ Aoi chăm sóc cho Gio rồi quay trở lại làm việc. Aoi đọc cuốn sách về Azashi thì được biết tuyết nữ rất dễ bị sốt khi ở gần lửa. Có thể là do những mũi tên lửa mà đám người bắn hôm trước. Theo như trong sách viết thì phải cho tuyết nữ ăn những món ăn lạnh như kem. Nhưng ở đây lại có rất ít nguyên liệu nên cô biến tấu làm ra món kem đậu hủ. Thế nhưng dù có đặt kem trước mặt thì lòng tự tôn của Gio rất cao cương quyết không ăn aoi cũng không nói gì thêm mà để ly kem ở đó rồi đi ra ngoài sau khi cô đi dio ăn thử món kem nó ngon đến nỗi cô ăn hết sạch trong thoáng chốc aoi hỏi cô có muốn ăn kem vị khác không lần này dio đã không từ chối nữa khi hai người ngồi nói chuyện với nhau aoi lại bất chấp để trở thành quản lý mà có rất nhiều kẻ thù đó là do cô muốn được odana công nhận anh chỉ thích những người có tham vọng lớn và giúp họ đạt được nó nhờ odana cô mới có được ngày hôm nay dio sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở phía bắc vì không có tiền cho nên từ sớm cô đã phải lên phố để làm người hầu cho một gia đình giàu có. Đối với một đứa nhà quê như cô luôn bị bà chủ bắt nạt. Và một hôm cô cùng bà chủ đến Tenzin để tặng quà. Thì không may cô đã làm vỡ chiếc đĩa quý. Kết quả bà chủ không ngừng giáng trận đòn lên cô. Và khi đó Odana đã xuất hiện cứu mang cô. Mọi người ở Tenzin này cũng giống như cô đều được Odana cứu về. Cặp anh em Suzuzan và Akatsuki đều là Azashi từ dương giới đến đây. Vì để được Odana công nhận mà Zio đã thăm ngàn kiểm ngân rất nhiều mới trèo lên được vị trí hiện tại. Thế mà Odana không còn chú ý đến cô nữa. Và đó cũng là lúc Aoi được đưa đến đây với danh nghĩa vợ Odana làn cô rất cay. Aoi nghe câu chuyện cũng không hề tức giận gì. Cô còn nhớ lại bản thân khi còn nhỏ bị mẹ bỏ rơi ở trong căn phòng tối tăm không bao giờ trở lại. Trong khi đang buồn bã cô nhìn thấy một thùng ủng được gửi đến. Bên trong là chiếc bát mà Odana tính tặng cô ở lần đi chơi. Aoi liền làm ra một bát kem đem đến chỗ Suzuzan. Nhưng vừa đến đã nghe rất nhiều tiếng động lớn. Những cô gái cho biết Suzu-san đang xảy ra một trận chiến với anh trai mình. Khiêng người hóa thành hình dáng thật sự lao vào đánh nhau làm mọi thứ xung quanh đổ nát. Akatsuki nhất quyết không để em gái mình trở lại dương tới để tìm Shizu dù cho đã biết ông ấy đã chết. Hai người đánh nhau tạo ra chấn động khiến cho Aoi ngã lan ra. Trận chiến của hai anh em cũng đã đến hồi kết. Akatsuki đã bị em gái mình ném bay ra ngoài. Odana nhìn thấy Aoi thì lại trêu không ngờ tặng cô chiếc bắt mà cô lại dùng nó để đội. Tối đó Aoi đã đến tắm nhờ ở chỗ của Odana. Cô hỏi anh vì sao hai anh em gian lại xung đột với nhau. Odana cho biết vào 40 năm trước khi Shizu đang đi ngao du giữa dương giới và âm giới, Akatsuki là một con nhện đang cùng em gái mình lần trốn ở dương giới. Thì đúng lúc Shizu đi ngao du ngang qua, Akatsuki vì bảo vệ em gái nên đã lao ra chiến đấu. Và kết quả là bị Shizu đấm không trượt phát nào. Khi ông vào trong đền thờ thì cũng nhìn thấy gian đang vô cùng sợ hãi. Sau đó ông đưa hai người tên Jin này nhờ anh chăm ước cho hai người họ. Trai với Akatsuki rất ghét Shizu thì Gian cảm thấy mắc nợ ông rồi lâu dần đem lòng thích ông. Cô đã trở thành nghệ nhân để có thể đàn cho Shizu nghe. Và cũng đã khoảng 10 năm kể từ lần cuối gặp nhau. Thì cô đã làm việc cật lực tiết kiệm tiền trở về lại dương giới. Trở lại vấn đề chính anh cảm thấy cô là một cô gái kỳ quặc khi đi chăm sóc cho người cố hãm hại mình. Aoi cũng cảm ơn về món quà mà anh đã tặng. Hiện tại căn nhà cũ đã được Zio chiếm tiện nghi thì cô không biết ngủ ở đâu. Odana đề nghị hai người ngủ cùng nhau liền nhận được lời từ chối của cô. Trước khi đi cô còn xin hũ bột mật cha của Odana, anh không ngờ nhận nó cô còn vui hơn những món đồ anh tặng. Sáng hôm sau Aoi tỉnh dậy từ trong học tủ, cô kiểm tra thân nhiệt của Gio thì thấy cô ấy đã hết sốt. Ra bên ngoài hít thở khí trời cô liền giật mình vì Akatsuki đang nằm ở đây. Anh đang rất quê vì bị em gái đánh bay như thế, mặc cho lời cấm cản của anh Aoi đã bế anh vào nhà. Cô còn đe dọa sẽ đem anh đi chiên xù làm Akatsuki run rẩy không dám hò hé sau đó cô đã băng bó vết thương cho anh. Lúc này Zio cũng đã tỉnh dậy nói chuyện như hai rất thân nhau bảo A nấu cho cô cái gì đó. Sau khi ăn hết bát thức ăn trong vài phút cô lại lười biết trở về phòng nằm ngủ. Dù sao bản thân cũng đã bị giáng chức nên không sao, sáng hôm đó A oi lại đem kem đến cho Suzu Gian thì được cảm ơn vì đã chăm sóc Akatsuki. Suzu Gian nói về cuộc sống trước khi gặp Shizu thì cả gia đình cô đều bị con người giết hết, nên cô và anh hai Akatsuki bỏ trốn khắp nơi tìm chỗ an toàn để sống. Akatsuki vì để bảo vệ cô mà ăn thịt rất nhiều. Và một ngày tuyết rơi Shizo đã bước vào cuộc đời của họ. Trước tiên là ông đánh bại Akatsuki một Azashi mạnh mẽ. Sau đó ông đã không giết hại họ mà còn nấu một bữa bánh bao thịnh soạn. Ban đầu Akatsuki không hề tin tưởng vào con người nên rất cẩn trọng với Shizo. Ông để cho hai người ở lại nơi này với nhiệm vụ là lau dọn nhà cửa. Lâu dần tình cảm ba người dần khăng khít hơn còn Akatsuki cũng không đề phòng với ông nữa. Anh còn tự nguyện ký vào giấy giao kèo lau dọn nhà cửa. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn cho đến một ngày Shizu sẽ tan tờ giấy giao kèo để hai người ở lại. Akatsuki rất tức giận muốn biết lý do còn Suzu gian bật khóc không muốn rời xa ông. Shizu đã để hai người đi theo Odama đến âm giới sinh sống. Suzu gian bắt đầu học cách chơi đàn để mỗi khi Shizu đến thủ đô thì đàn cho ông nghe. Nhưng sau đó ông không còn đến nữa. Đó chính là khoảng thời gian mà Shizu chăm sóc cho Aoi. Khi biết ông ấy đang ở cùng cháu gái thì Suzu gian không hề buồn mà còn mừng vì ông đã không còn cô đơn nữa. Trở về lại nhà tâm trạng của Aoi có vẻ tệ cô say sinh tố đủ các loại rau củ rồi bắt ép Akatsuki uống hết, mùi vị kinh tởm nhanh chóng ập đến, nhưng cũng nhờ nó mà anh đã hồi phục lại linh khí và có thể hóa lại hình người. Cô bảo Suzu gian sắp đến dương giới thì anh hãy làm gì đó cho cô ấy, trước khi cô ấy đi thì hãy động viên hay làm gì đó. Nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy Akatsuki cũng không nói gì. Aoi lại bảo cùng nhau nấu ăn cho Suzu gian, thế là sáng sớm hôm sau cô đã nhờ Jinji chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi chờ Akatsuki đến. Aoi dự định sẽ làm bánh bao như ông nội từng làm cho hai người ăn vào lần đầu gặp nhau. Cô hướng dẫn anh cắt cá loại rau củ quả, nhưng khi Akatsuki thực hành thì anh cắt nát hết đống rau. Thì ra anh làm theo lời Sijo từng nói là phải chú trọng vào thời gian ra đòn. Aoi mới cho anh biết ông làm vậy để anh nấu không được ngon là Akatsuki cay cú. Vượt qua 7749 bước nấu nướng từ làm nhân nặn bột cho đến hấp lên thì đã có thành quả ra lò. Vừa ăn vào anh đã cảm nhận được hương vị giống hệt như trong quá khứ rồi thẳng thừng bảo a oi đưa nó đến cho suzu gian nhưng đừng nói anh đã làm suzu gian sáu khi ăn vào cảm nhận được hay mùi vị của quá khứ nhìn vào những chiếc bánh cô đã đoán ra anh trai mình có làm vì nếu gấp của người thuận tay trái sẽ rất khác a oi cảm thấy hai anh em hai người rất tốt mặc dù lo lắng cho người còn lại nhưng vẫn cổ vũ cho họ tiến lên không lâu sau ngày suzu gian rời khỏi âm giới cũng đã đến đúng lúc này tên công tử ra Hata đã đến tenjin náo loạn đòi đưa suzu gian đi hắn ta nhìn odama yêu cầu anh giao suzu gian ra trong khi đang hét ẩm ý thì Akatsuki lao đến đá bay hắn. Ở trên kia Odana cũng đã giao cho Aoi một trọng trách. Anh đưa cho cô tấm lệnh bài giúp di chuyển giữa hai thế giới muốn cô đưa Suzuzan đến ngôi mộ của Shiro. Zio cũng đến để đưa cho Aoi chút đồ lên dương giới. Tên Zahata khi này vô cùng tức giận vì bị Akatsuki đánh. Anh đe dọa hắn hãy tránh xa em gái mình vì sẽ không bao giờ đồng ý cho hắn cưới Suzuzan. Zahata gọi tên quản gia để sử dụng pháo nhắm vào chiếc xe ngựa của Aoi đang bay trên trời. Thấy vậy Akatsuki không ngần ngại lao ra đỡ viên pháo đó. Bọn chúng tiếp tục bắn thêm một loạt pháo nữa. Từ trong đám khói tơ nhận được phóng ra tóm lấy hết đám pháo không cho chúng phát nổ. Akatsuki đã biến sang dạng nhện mà không hề hấn gì. Đây cũng chính là lời từ biệt của anh dành cho Suzuzan. Hai người sau đó đã lên được dương giới. Suzuzan ngồi bên cạnh ngôi mộ Shizu rồi đàn bản nhạc ông yêu thích. Hôm nay là ngày mà quán ăn của Aoi bắt đầu trang trí sắp khai trương. Họ đã được mật su tặng cho ba chữ hoa nguyệt quỳnh làm tên của quán cô được mọi người ở Tenzin đến để giúp thì mới có thể xong nhanh. Trong khi cả đám đang nghỉ ngơi ăn trưa thì Odana bất ngờ đi đến. Thấy vậy Aoi lấy một phần cơm nắm đến cho anh thưởng thức, sau khi ăn vào anh bảo rất thích nó. Họ không biết rằng từ đằng xa có ba tên kỳ lạ đang âm thầm theo dõi. Tối hôm đó lúc cô đang định đóng cửa thì thấy phía trước có rất nhiều vỏ chuối. Đó là do ba tên có khuôn mặt bạm trợn vứt ra hòng muốn cô dẫm phải. Không ngờ Aoi lại bất thình lình xuất hiện sau lừng dọa họ giật mình mà biến sang hình dáng thật là những con lật đật cô còn chưa nói gì thì chúng đã bảo thức ăn của cô sẽ không bao giờ ngon hơn đồ ăn do bếp trưởng nấu a oi cũng dần hiểu ra họ là người của khu vực bếp vì ghen tị vào ngày khai trương cô sẽ mở buổi tiệc cho các tên gu nên khơi muốn phá đám nói rồi chúng bỏ chạy đi hết báo hại cô phải dọn dẹp cả một đống vỏ lúc a oi đang nhặt vỏ chuối thì phía sau có bóng người đang vươn kiếm chém cô cũng may lúc đó cô được một người bí ẩn cứ cậu đã chặn thanh kiếm của tên thích khách lại cậu bảo cô hãy trốn đến nơi an toàn rồi giao chiến với tên thích khách dựa vào cơ thể nhanh nhẹn cậu đã né hết ám phí rồi chém bị thương hắn tên thích khách muốn phóng sức mạnh từ miệng thì đã bị a oi nhìn thấy cô định lao đến giúp nhưng đen đuổi lại vấp phải vỏ chuối ngã tay cô đang cầm chiếc quạt nên cũng vô tình thổi bay hai người chàng trai kia đã có thể nhảy xuống còn tên thích khác thì đáp đất bằng mặt hắn phóng ra ám khí khiến chàng trai bị thương rồi bỏ chạy cậu giới thiệu bản thân là ta chi một trong những cảnh vệ của tenji này bọn họ cũng kiêm luôn cả việc quét rác nơi đây a oi tò mò không biết nó như nào thì ta chi thị phạm cho cô xem khi cậu huýt sáo những làn giáo thổi đến cuốn đống lá lại trong thoáng chốc toàn bộ rác đã bị gom lại một lúc sau a oi đã băng bó cho cậu rồi hỏi cậu có muốn ăn gì không ta chi rất háo hức mà đồng ý ngay lập tức cậu bảo dù nhìn trẻ con nhưng lại lớn tuổi hơn cô rồi cho biết bản thân đã hơn 80 tuổi khiến a oi giật mình trong quá khứ khi shizu vẫn còn trẻ để âm giới thì cậu rất thích ông ấy hai người đi quậy phá đủ điều rồi còn nhìn những nữ nhân tắm a oi không hiểu sao ông mình lại dạy trẻ con những thức như vậy mà vô cùng bất lực sáng hôm sau aoi đang chuẩn bị đồ cho bữa tiệc khai trương tối nay thì odana đã đến tìm cô jinji nhắc khéo cô có muốn ăn vặt không ba người cùng nhau ra phố đi dạo cô rất hào hứng chạy trước mà không sợ bị lạ vì nếu gặp nguy hiểm cô sẽ sử dụng chiếc quạt của tenju odana cảm thán phụ nữ đúng là loài sinh vật đáng sợ cô còn được người qua đường nhận ra cô dâu của quỷ trên những trang báo đang đăng các tin tức về aoi những người luôn theo đuổi odana đang vô cùng thất vọng tiếp đó họ đến một quầy hàng bán mặt nạ vì chủ nhân nơi này Odana là quỷ nên hầu hết đều là mặt nạ quỷ. Aoi cố tìm chiếc mặt nạ mà Azashi đã xuất hiện khi cô còn nhỏ nhưng không thấy. Tình cờ cô nhìn thấy một người lướt qua với chiếc mặt nạ như vậy thì không nói không rằng mà đuổi theo. Đi đến một khu vắng người Aoi chặn người đàn ông đó lại thì mới nhận ra là không phải. Cổ người đàn ông khi này dài ra và ngửi thấy cô có mùi con người. Aoi sắp dùng cây quạt thì Odana đã đến ở phía sau. Thì ra ông ấy là người quen chủ nhân của nông trại cung cấp thực phẩm cho Tenzin. Ông đã nhận ra Aoi là con người và biết cô là cô dâu của quỷ, sau đó ba người đệ một quán cơm. Odana bắt đầu trách mắng anh đã hiểu được cảm giác của người cha khi phải trông chừng con gái mình. Ăn xong thì họ cùng nhau đi đến ngôi đền quỷ môn, nơi nổi tiếng vì mai mối rất có hiệu lực. Aoi đến đây là dễ cầu mong cho việc kinh doanh được suôn sẻ. Họ còn được nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của khu phố. Cho đến hiện tại Aoi đã gặp được rất nhiều Azashi tốt bụng khác nhau và mong những món ăn của cô có thể lay động họ. Tối đó tiệc khai trương đã được diễn ra, mật su ba cùng rất nhiều ten gu đã đến chung vui. Họ đều nhiệt tình ăn uống thả ga cả một đêm. Cho đến buổi sáng mật su ba vẫn còn say xỉn không muốn về nhà. Khởi đầu đã rất thuận lợi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng đời không như là mơ. Cả một tuần trong qua chả có ma nào đến quán của họ. Jinji hấp tấp chạy đến thông báo họ bị gọi đến phòng tài vụ. Và người họ sẽ đối mặt là ba cu gia trưởng phòng kế toán. Anh thông báo Hoa Nguyệt Quỳnh sẽ bị đóng cửa. Aoi oi bảo cô là người đã mở ra nó nên muối chịu trách nhiệm thì bị ba cô ra trách việc cô có thể làm bây giờ là cưới Odana. Anh thấy cô rất giống Shizu, nghĩ đến ông ta mà tính khí anh bắt đầu tức giận. Do trước đây Shizu luôn tùy tiện quấy rối khách để xin tiền. Hơn nữa còn quậy phá đủ điều khiến cho Tenzin tổn thất không biết bao nhiêu. Và anh quyết sẽ đóng cửa Hoa Nguyệt Quỳnh do nó không có được chút thu nhập nào. Tối đó Gio đến để nhờ Aoi một chuyện là làm cơm hộp cho một vị khách. Người ấy là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết về nhật ký của bản thân hàng ngày. Bởi vì gần đây công việc không được suôn sẻ nên ông không chịu ăn. Cô mới nghĩ đến việc A Oi làm cơm hộp cho ông ấy. Đối với một người kén ăn sẽ rất khó tính. Nếu cơm do A Oi làm được đánh giá cao thì năng lực của cô cũng tương đương như vậy. Trong lúc cô đang nghiên cứu không biết phải nấu món gì thì thấy Odana đang đi bên ngoài. Cô đã chạy theo phía sau và anh đã dẫn cô đến đỉnh ngọn núi. Nơi đây không ngờ lại có rất nhiều suối nước nóng. Anh chỉ cho cô biết nước ở những khu vực này rất nóng đều trên 50 độ con người không thể tắm được, Aoi đã phát hiện người ta có ngâm trứng ăn nguội trong hồ nước. Odana nhìn biểu hiện này của cô thấy rất thú vị. Anh dẫn cô đến một căn nhà nhỏ, sau khi thắp nến anh lau tóc cho cô, Aoi lại muốn lau cho anh trước. Cô nhận ra đồ của anh đã ướt hết vì lúc che ô đều che hết về phần cô. Bỗng dưng Odana nhìn cô chằm chằm làm Aoi ngại đỏ hết mặt. Hai người cùng nhau ăn trứng uống nước có ga tận hưởng khoảng thời gian đẹp. Một lúc sau Odana hỏi về tình hình của Hoa Nguyệt. Anh biết dạo gần đây công việc của cô không được tốt và dặn cô phải ăn ngủ điều độ. Anh luôn âm thầm quan sát thấy cô đều tắt đèn muộn mà lại dậy rất sớm. Trở lại quán ăn A Oi đã có động lực mà làm cơm hộp. Một thời gian sau vừa trở về quán thì cô đã thấy một Azashi đeo mặt nạ đang ở trong. Người đó cởi mặt nạ ra là một con trồn. Thì ra đây chính là nhà văn kén ăn đó. Ông đến để trả lại hộp cơm rồi cảm ơn cô đã nấu nó rất ngon. Để ý đến chiếc mặt nạ A Oi nhận thấy nó rất giống với chiếc mặt nạ của Azashi bí ẩn kia. Nhà văn cho biết ông đã mua nó từ hòn đảo phía nam và ngỏ ý tặng nó cho cô. Aoi cũng làm ra một món ăn thì nhà văn đã ăn rất ngon lành. Ông hỏi về tên của cô và ngay khi biết cô mang họ như Siro, bỗng chốc giật mình hóa ra cô là cháu của Siro và cũng là hôn thê của Odana. Ông miêu tả Siro là một hình mẫu nhân vật phản diện trong sách của ông với cái tên hiệp sĩ bóng đêm. Cảm hứng trong cơ thể ông không ngừng tuôn trào mà nói lời tạm biệt chạy đi viết văn. Ngày hôm sau lúc Aoi và Jinji thống kê lại sổ sách thấy không có ai đến ngoại trừ Rio ngày nào cũng đến hai người bàn với nhau sẽ làm một món đồ ngọt mà ở âm giới không có. Jin Ji rất tượng với một món kem ở nhân giới trước đây anh ăn với thành phần nguyên liệu là đậu đỏ. Anh tin chắc nó sẽ rất phổ biến mà chạy đi tìm nguyên liệu. Còn ở quán A Oi dựa vào đậu đỏ có sẵn nấu ra một khay. Đột nhiên từ bên ngoài cửa có một vị khách đi đến. A Oi đến hỏi thăm cô bé có phải đi lạc không. Nhưng dù có hỏi gì cô bé cũng đều nói người thấy mùi đậu đỏ muốn ăn nó với khuôn mặt không biểu cảm. Aoi lấy ra một ít cho cô bé, ngay khi vừa ăn vào cô bé đã khen nó rất ngon rồi hỏi mùi vị này không có ở âm giới. Aoi không giấu giếm gì mà chia sẻ bản thân là con người bị quỷ bắt đến đây, vì không muốn bất thình lình lại làm vợ chủ nhân nơi đây và ngồi ở vị trí cao nên mới mở ra quán này. Cô gái để cảm ơn thì đã lấy ra quả bóng của mình tặng cho Aoi bảo cô hãy lấy nó. Ánh mắt của Aoi trong thoáng chốc trở nên vô hồn nhận lấy quả bóng. Lúc cô trở lại bình thường thì cô nhóc kia cũng đã biến mất. Khi Jinji về cô đã kể cho anh nghe về chuyện đã xảy ra. Diên Di đoán đó là Jashiki, một vị thần thực hiện ước nguyện kinh doanh thịnh vượng. Ngay vào những ngày sau đó đã có rất nhiều khách ùn ùn kéo đến khiến họ không kịp nấu nướng. Đó là nhờ bài viết của ông nhà văn khen ngợi thức ăn ở đây rất ngon. Bakuza cũng đã hủy lệnh dỡ bỏ Hoa Nguyệt. Anh còn có một tin tốt nữa vợ của một hoàng tộc là con người muốn được Aoi nấu thức ăn trong buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của họ. Biết đó là một con người thì Aoi đã vui vẻ nhận lời. Trên đường đi thủ thập cô suy nghĩ không biết cô gái Ritsuko đó thích gì. Hơn nữa cô ấy tại sao lại kết hơn với người âm giới? Chỉ còn một cách là đi hỏi ba cu ra về thông tin bọn họ. Nhưng cô lại nghĩ đến cảnh anh ta sẽ rất tức giận mà quát mắng. Ở trong khu rừng A Oi nghe thấy âm thanh của những con mèo. Cô đến gần xem thì thấy có rất nhiều A Si mèo đang ở đây. Điều bất ngờ hơn nữa là một ba cu ra nghiêm khắc suốt ngày làm vẻ mặt khó chịu mà bây giờ đang quấn quýt bên đàn mèo. Hai người bốn mắt chạm nhau mà anh vô cùng sợ hãi. Aoi Oi bảo cô sẽ giả vờ chưa thấy gì định rời đi. Nhưng đám mèo đã ngửi thấy mùi rất thơm từ cô mà bu vào. Ba cu ra nói chúng là A Si mèo ống tre rồi ngập ngừng cho rằng bản thân không hề thích chúng mà chỉ đang bảo vệ những a gia si yếu ớt này. Nó làm cô liên tưởng lúc còn ở Dương Giới cũng thường cho đám công an phường pa ăn, đám mèo bu đến ngày càng nhiều khiến cô ngã xuống đất, phải khi ba cu gia ra ra lệnh cho chúng trở về tổ thì chúng mới dừng lại trở về ống tre. Anh căn dặn cô mùi hương trên người cô sẽ như bạc hà mèo mà thu hút bọn chúng. Anh tính rời đi liền bị cô gọi lại, ba cu gia cho rằng anh sẽ đi dơ giao chuyện anh có sở thích này, sau đó sẽ đe dọa và tống tiền điểm yếu của anh giống như siro. Cô chia sẻ chỉ muốn hỏi về hai vợ chồng mời cô nấu. Khi Akatsuki đến ăn sáng thì có hơi giật mình khi ba ra lại ăn bình thường. Bakuza mới nói anh cũng ăn một ngày ba bữa bình thường như những người khác. Và vấn đề chính Bakuza nói cho cô biết về cặp vợ chồng hoàng gia. Rất lâu trước đây hai người đó đã gặp nhau ở dương giới và lén lút hẹn hò ở những nhà hàng kiểu Tây. Aoi nghĩ ra cách nấu cho bữa tiệc là làm thức ăn kiểu Tây để họ nhớ về những kỷ niệm trước đây. Nhưng cô cũng rất đắn đo không biết tìm nguyên liệu ở đâu. Jinji đi đến bảo cô không cần phải lo lắng ở chợ thực phẩm ngoại quốc trên hòn đảo phía đông bán rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, còn có cả thực phẩm đến từ dương giới. Aoi rất vui quyết đính é e đến nó. Sau đó cô đã đến xin phép Odana đi chợ mua đồ. Anh rất muốn đi cùng cô nhưng ngày mai anh phải tham gia hội nghị Hachizo trên thủ đô. Hội nghị đó là buổi gặp mặt của 8 vị Azashi quản 8 hòn đảo. Nó rất quan trọng không thể vắng mặt. Vì vậy anh không muốn cô đi vào ngày mai do cô đã từng gặp nguy hiểm về tính mạng lần trước. Aoi bật cười thấy anh giống như ông của mình. Nghe vậy Odana bỗng chốc cứng đờ chả lẽ anh lại giàu như vậy. Để có thể thuyết phục anh cô còn làm sẵn một hộp cơm để mua chuộc. Anh rất muốn ăn nó đồng thời cũng không muốn cô đi và gặp nguy hiểm. Sau cùng Odana lấy ra một chiếc vòng cổ đeo nó cho cô. Trên vòng có một viên đá chứa ngọn lửa quỷ của anh. Rồi căn dặn khi đi phải luôn theo sát Jinji. Cuộc nói chuyện đang rất bình thường thì trời bỗng nổ sấm chớp, đèn trong phòng cũng tắt. Ký ức về lúc nhỏ bị nhốt trong căn phòng tối khiến Aoi run rẩy nắm lấy áo Odana. Chiếc vòng cổ của cô đã sáng lên. Anh an ủi sẽ không còn đáng sợ nữa giống hệt với Azashi trước kia từng nói với cô. Hôm sau Aoi tỉnh dậy sau giấc mơ bị mẹ bỏ rơi. Ra ngoài cô thấy chiếc hộp cơm mà Odana đem đến. Anh hiện tại đang trên đường đến hội nghị cùng với Ba Kuza. Ba cô hỏi anh sao lại để cô đến hòn đảo khác. Bởi vì anh tin tưởng cô sẽ là tốt việc của mình mà vượt qua nguy hiểm. Anh cũng không muốn nhốt cô như một con chim bị giam trong lồng. Aoi cùng Jinji cũng đã đến hòn đảo phía đông. Không khí ở đây vô cùng tấp nập khác hẳn những hoàn đảo khác. Aoi rất háo hức thấy ở đây có bán cả bánh quy và sô cô la, nhưng cũng cần phải mua những món thích hợp cho bữa tiệc. Jinji muốn mua bột cà ri vì anh biết cô rất thích nó. Aoi không biết liệu anh có phải là Azasuki lúc trước không, chỉ có người đó là biết cô thích cà ri mẹ nấu. Hai người sau đó cũng đã mua đầy đủ nguyên liệu. Trong lúc đang đi ăn thì Aoi đã nhìn thấy bóng dáng của Ja-si-ki ở phía xa. Cô ấy mỉm cười rồi bỏ chạy, đôi chân Aoi không thể tự chủ mà chạy theo shiki liền xuất hiện ở phía sau lưng và bảo cô hãy ngủ đi. Aoi không thể làm chủ cơ thể mà ngất đi. Khi cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị nhốt trong một căn hầm. Cô cố gọi người giúp thì có tiếng hét nói cô sẽ phải ở đây hai ngày cho đến khi qua ngày kỷ niệm cưới của hai vợ chồng kia. Aoi sợ hãi bật khóc. Sự ám ảnh về ngày còn nhỏ bị nhốt trong căn phòng tối lại tiếp tục ùa về khiến cô ngất đi. Lúc Aoi tỉnh dậy thì bên ngoài bầu trời đang sầm chớp. Vì trời mưa làm cho nước tràn vào bên trong căn hầm. Cô nhận ra đây là một nhà kho đông lạnh nên nhiệt độ vô cùng thấp chiếc vòng cổ mà Odana đã tặng cho Aoi sáng bừng lên sưởi ấm cô. Cô cố gắng đẩy chiếc cửa ra nhưng bên ngoài đã bị khóa chặt. Nước mưa không ngừng tràn vào rất nhanh đã vượt qua người cô. Trong lúc Aoi vô cùng tuyệt vọng chìm trong nhắc thì Odona đã xuất hiện kéo cô lên. Cô tỉnh lại lần nữa thì thấy Zio và Kasuga đang ở bên chăm sóc mình. Cô được biệt hiện tại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Aoi vô cùng lo lắng cần phải chuẩn bị bữa ăn cho cho lễ kỷ niệm ngày cưới. Zio không hiểu sao cô vừa mới đối mặt với tử thần mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện này kasuga bảo odana sau khi nghe jinji nói về tình hình thì đã bỏ hội nghị quan trọng mà đến hòn đảo phía đông để cứu cô aoi cũng nhớ lại lúc đó trong mơ hồ cô nhìn thấy anh như ân nhân ngày xưa của mình kasuga nói thêm kẻ đã nhốt cô vào nhà kho đe là ba tên lật đật của phòng bếp sau đó trưởng bếp có mặt để tạ tội ông đã hành cho đám cấp dưới của mình một tận dù bọn chúng có chơi ngu nhưng vẫn làm vì ông nên ông muốn từ bỏ chức bếp trưởng tạ lỗi aoi liền xông vào từ chối không để làm như vậy Cô lấy lý do vẫn còn chưa được ăn thực đơn đầy đủ của tên Jin do ông làm nên ông chưa thể nghỉ như vậy. Odana nghe lý do ngớ ngẩn đó thì đã bật cười. Aoi vẫn còn rất yếu nên ngã xuống và được Jinji đỡ lấy. Anh xin lỗi khi đó dù ở bên cạnh nhưng anh vẫn không làm được gì. Odana lấy từ áo ra một chiếc bánh cho cô ăn rồi bắt đầu xét xử trưởng bếp. Mặc dù tội của ông rất lớn nhưng vì vợ đã nói vậy thì anh cũng không thể trái lệnh vợ yêu. Anh quyết định để ông ở lại nhưng với điều kiện phải làm gấp đôi trước đây. Ông rất vui mà nhận lời, anh cũng căn dặn Aoi nhanh đi nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng cô vẫn muốn nấu ăn cho buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cặp vợ chồng. Hiện tại chỉ còn lại 4 tiếng nữa là hai người họ đến, thời gian quá gấp rút cô không thể hầm thịt bò. Jinji bảo cô chỉ cần nấu như thường ngày đã là rất ngon. Odana cũng đồng ý anh thấy mọt thịt ba chỉ hầm của cô rất ngon. Thế là bếp trưởng nói cô có thể sử dụng thịt ở chỗ bếp của mình. Aoi vui vẻ sai ba tên lật chạy đi thu thập nguyên liệu. Trở về lại Hoa Nguyệt cô thấy Kasuga đang giúp mình trong quán, Gio còn làm cho cô món cơm nắm. Tuy nó rất bình thường nhưng lại khiến Aoi cảm động vì mọi người lại tốt với cô như vậy. Sau khi ăn xong bữa trưa cô bắt tay vào nấu nướng. Ngay khi vừa nấu xong thì cũng kịp giờ cặp vợ chồng đến. Hai người vừa vào căn phòng được chuẩn bị riêng thì đã rất trầm trồ bởi sự bày trí đẹp mắt này. Người vợ Ritsu cũng ưng ý không kém. Đầu tiên Aoi đưa lên món ăn có sốt Madone. Ritsu cùng chồng mình ngạc nhiên không ngờ ở đây cũng có thứ này. Lần cuối họ ăn là khi vẫn còn ở Dương Giới vào thời chiến tranh. Tiếp tục sau đó cô đưa lên những món ăn đặc sắc của quán. Ở món thịt ba chỉ hầm aoi thấy sắc mặt của Ritsu có hơi thay đổi làm cô lo lắng, không biết liệu bà không thích nó. Risu sau khi ăn vào đã rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bà buồn như vậy là do món ăn đã làm bà nhớ về quê hương của mình với món đặc sản là thịt ba chỉ. Cuối cùng là món tráng miệng đặc biệt cô đã sáng tạo ra. Aoi rất hạnh phúc khi hai vợ chồng họ ăn vui vẻ. Thế nhưng vì cơ thể cô đã rất yếu dẫn đến cô ngất trong lúc đang nấu nướng đến tối Odana vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Còn Jinji thì liên tục xin lỗi khi không chú ý đến sức khỏe của Aoi. Anh nói hai vợ chồng Jitsu khi rời đi cũng đã rất hài lòng với những món ăn của Aoi. Odana nghi ngờ liệu vụ việc Aoi bị nhốt chỉ là do ba tên lật đật gây ra. Jinji không cho là vậy, lúc đó anh cảm thấy dường như một luồng sức mạnh nào đó đã bắt ép buộc Aoi chạy đi. Nó có thể là do một Azashi mạnh mẽ làm ra. Kẻ đó đã bắt chuyện với đám lật đật rồi để chúng thay mình nhốt cô lại. Odana đoán rằng kẻ đó có thể là Ozio, Aoi sau đó cũng đã hết sốt. Cô giật mình không biết Ritsu cùng chồng có thích những món cô làm hay không. Sau khi được biết mọi chuyện thì cô rất yên tâm. Trong lúc nấu ăn Aoi kể lại khi còn ở hòn đảo phía đông cô như bị dụ dỗ bởi cô bé Yashiki tóc vàng. Jinji có hơi nghi hạc vì hiếm khi có Yashiki màu vàng xuất hiện. Hôm nay không biết ngọn gió nào mà ba cô ra lại đếm quán ăn của họ. Anh đến là để thông báo vợ chồng Ritsu đã đánh giá tốt nhờ vào công sức của cô. Anh cũng nói với Jinji rằng có thấy người của Ozio xuất hiện ở Hoàng Cung. Có thể bọn họ là những kẻ đã gây ra những vụ gần đây. Một lúc sau thì Ritsu đến gặp Aoi. Cô xin lỗi vì đã không thể ra tiễn hai người lúc trước. Bà không hề để tâm đến nó mà còn đem quà tặng do cô đã vì hai người mà cật lực nấu nướng dù đang bị ốm. Ritsu tặng cho cô tấm khăn choàng màu bảy sắc cầu vòng. Một thứ quý giá mà những người trong Hoàng Cung thường dùng. Aoi tò mò hỏi tại sao bà lại lậu chọn cưới chồng và sống ở âm dưới này. Ritsu chia sẻ vào thời bà sống thì ở Dương giới đang là chiến tranh. Bà là một người hướng nội thích đọc sách nên ngày nào cũng đến thư viện. Và một ngày nọ bà bắt gặp chồng mình đang đọc sách, rất nhanh hai người đã nói chuyện với nhau thông qua những cuốn sách. Không lâu sau đó anh đã tỏ tình và hai người trở thành người yêu của nhau. Thế nhưng chuyện đẹp không được lâu, hôm đó anh đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết gì. Quãng thời gian sau đó gia đình cô đều mất hết vì chiến tranh. Trong khi Ritsu đang cô đơn tuyệt vọng thì chồng bà đã xuất hiện rang đôi tay hứa sẽ làm cho bà hạnh phúc. Thế là bà đã chuyển đến âm giới và sống ở đây cũng được một thời gian dài. Ông ấy còn tự thay đổi dung mạo bản thân cho già đi để phù hợp với tuổi của bà. Con người sống ở âm giới thường sẽ có tuổi thọ dài hơn ở dương giới nếu họ ăn thức ăn nơi đây. Nhưng dù gì con người thì vẫn là con người. Cũng sẽ đến lúc họ phải chết tại con người có tuổi thọ ngắn hơn Azazi. Vào lễ hội thất tịch, rất nhiều khách hàng đã đến Tenzin và cũng ghé đến quán ăn của Aoi. Sau khi khách hàng đi hết, Odana cũng ghé thăm. Cô trách anh mọi người đang bận bịu làm việc mà anh lại đi chơi như này. Cô cảm ơn vì lần trước anh đã cứu cô một mạng. Odana lại thấy chồng cứu vợ mình là một lẽ đương nhiên. Aoi suy nghĩ không biết có nên nói cho anh về Azashi gặp cô khi còn nhỏ không. Nhìn anh thì cô lại thôi không nói. Ăn xong Odana lười biếng nằm ườn ra muốn ngủ ở đây. Aoi tất nhiệt là từ chối nhưng kéo mãi vẫn không dậy nên đành mặc kệ anh. Tối đó cô lại mơ về Azashi kia. Người đó từng nói họ sẽ gặp lại nhau khi cô trưởng thành. Vào ngày nghỉ cô đã đãi mọi người ở Tenzin một chầu bánh mì thịnh soạn. Mọi người kể về chuyện Odana sắp lên dương giới. Cùng với làm việc ở đây thì anh cũng cần phải đến dương giới để làm vài việc. Tâm trạng của Aoi tốt như vậy là vì hôm nay cô sẽ được Tenzin đối đãi như một vị khách VIP. Và quan trọng hơn hết là nó miễn phí. Tôi đến Aoi theo những người phục vụ đi vào từ cổng chính. Mọi người rất nhiệt tình đón tiếp cô. Lần này Aoi gặp một cậu nhân viên mới tên là Chaki. Họ hàng xa của Kasuga, Akatsuki cũng không ngoại lệ mà cố gắng gượng cười với cô. A đến bồn tắm nước nóng mới nhận ra cô không đem theo dây buộc tóc từ phía sau cô gái shizuna đưa sợi dây của mình cho cô shizuna là nhân viên chăm lo cho bồn tắm của khách hàng khi aoi đang tắm thì shizuna đi đến thả xuống mặt nước những quả cam tiếp đó thì sử dụng năng lực của mình khiến cho mùi hương từ chúng lan tỏa ra tiện thể shizuna xin lỗi vào lần trước aoi đến xin việc thì cô đã từ chối aoi không hề để tâm gì đến nó lúc cô trở lại phòng thì thấy odana đang ở đây anh cũng muốn thưởng thức buổi tối cùng cô đến giờ ăn tối aoi rất háo hức mà gọi món Odana bảo cô cùng uống rượu nhưng cô chỉ mới 20 chưa uống lần nào. Thế là cô đã uống rượu hoa quả cho lần đầu há giới của mình. Những món ăn sau đó đã được dọn lên, cô ăn mà khen lấy khen để. Càng bất ngờ hơn là bếp trưởng có thể chế biến cá điêu luyện đến nỗi đầu nó vẫn còn cử động. Sau khi ăn hết đồng đồ cô đã no căng bụng. Nhóc công an phường ba vừa mới ngủ dậy thì đã không còn gì để ăn. Cũng đã đến lúc Odana phải đệ dương giới. Aoi oi cảm thấy dường như có hơi nuột, anh đưa cho cô một tấm bảng liên lạc chỉ cần cô viết chữ lên nó thì chữ đó sẽ được chuyển đến chỗ của anh. Khi tiễn Anh đi cô hứa lúc anh trở về sẽ nấu món mà anh yêu thích, nhìn khuôn mặt Aoi khi biết anh đi tận 5 ngày. Jinji nhân cơ hội trêu chọc cô đang nhớ chồng. Cậu nhân viên cha kỳ lúc này vội vã chạy đến báo tin Hatoji quản lý của Ozio đã đến đây. Hatoji tỏ thái độ khó chịu khi không đặt được phòng nào mà gây khó dễ cho Akatsuki. Người đi cùng anh ta cố khuyên ngăn vì họ đã không đặt phòng trước nên mới như vậy. Akatsuki cũng chán ghét tên này ra mặt nên mặc kệ hắn và bỏ đi. Jinji đến để xoa dịu bầu không khí căng thẳng liền bị Hatoji khinh thường là kẻ phản bội Ozio Kasuga kể rằng trước đây Jinji đã từng làm ở Ozio nhưng sau đó chuyển sang Tenjin bọn họ aoi thấy chuyện này cũng không to tát gì thì đã chủ động nhường phòng của mình cho hai người còn cô sẽ ngủ lại ở hoa nguyệt chàng trai đi cùng Hatoji muốn hỏi gì đó về người chăm sóc bồn tắm Shizuna nhưng lại thôi Jinji cho aoi biết Hatoji là quản lý tiếp tân của Ozio còn người còn lại là Tokihiko người quản lý phòng tắm bên đó hôm đó khi aoi đang nấu ăn thì có tin nhắn từ thiết bị liên lạc với odana cô nhìn lên tấm bảng thì những dòng chữ lập tức hiện ra anh đã nghe tình hình của tenzin hiện tại rồi muốn biết cô có muốn mua thứ gì ở dương giới không lúc aoi đang đem thức ăn đến cho thực khách đã tình cờ bắt gặp toki hiko đang động tay động chân với shizuna anh yêu cầu cô đừng chen vào chuyện của mình lần này anh đến là để đưa shizuna đi còn chưa kịp dứt câu thì shizuna đã dùng lực vô cùng mạnh quật ngã anh Trở về Hao Nguyệt Si tâm sự Toki Hiko là một Azashi mạnh mẽ và đồng thời cũng là người thầy đã dạy dỗ chăm sóc cô. Anh muốn cô về lại Ozio nhưng cô không muốn vì vẫn còn mắc nợ Odana và hiện tại cũng có học viên của riêng mình. Cô cho biết Toki Hiko là một người tốt nhưng lại luôn bảo vệ cô quá mức. Cô được sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở đảo phía nam. Trong một lần tình cờ Toki Hiko đến đó và nhận ra thiên phú của Shizuka liền đưa cô về dạy bảo. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người rất tốt. Cho đến một lần cô vì muốn giúp anh tìm ra một nguồn suối mới cho Ozio nên đã đi sâu vào rừng. Và không ngoài mong đợi Shizuna đã tìm thấy nó. Nhưng khi vào bên trong thì ở đó có chứa một thứ nguy hiểm. Khi nó lao vào tấn công cô Toki liền lao đến bảo vệ. Vì vậy mà trên mắt anh có một vết sẹo. Ngọn lửa bốc cháy trên vết sẹo là do sức mạnh anh đang từ từ dò dỉ ra bên ngoài. Toki Hiko là một người quan trọng của Ozio nên khi anh yếu đi họ bị tổn thất nặng nề. Và Shizuna là nguyên nhân của mọi chuyện cho nên cô bị thôi việc. Tokihiko đã cố xin cho cô ở lại, nhưng vì sự áy náy trong lòng cô vẫn quyết định rời đi. Trong khi đang lang thì Odana đã xuất hiện đưa cô về Tenzin. Sau đó Aoi cũng trả lại cho Shizuna dây buộc tóc đã mượn. Đây là món quà đầu tiên mà Tokihiko đã tặng cô. Aoi đắn đo suy nghĩ không biết làm thế nào để Shizuna cùng thầy cô ấy hòa hợp lại như trước. Đúng lúc này Odana gửi tin nhắn đến muốn biết cô đã suy nghĩ về món đồ muốn mua. Nhưng cơ hội hiếm có này Aoi biến anh thành chân sai vặt nhờ mua cả một đống đồ ở nhân giới odana cảm thấy mua đồ cho vợ là nghĩa vụ của người chồng vậy là hôm sau aoi bắt tay vào nấu một nồi sốt cà chua món mà cả shizuna và tokihiko thích đang lúc ngây người cô phát hiện ra con chó nobu của ozio đang ăn vụng bánh quy tokihiko đã đến để tìm chú chó cô khá tò mò không hiểu sao mọi người của ozio lại gọi nó là đàn anh theo như lời của jinji thì nó là linh vật của bên đó đã làm việc từ lâu khi nhà trọ ozio mới thành lập khi aoi bưng thức ăn đi thì lại thấy tokihiko khuyên nhủ shizuna trở về Kết quả vẫn như lần trước là anh bị quật ngã xuống đất. Anh còn nghĩ rằng Shizuna rất ghét mình mà òa khóc. Aoi thấy trong tay anh đang cầm một sợi dây buộc tóc của Shizuna. Đây chính là món đồ mà trước khi đi Shizuna đã để lại. Anh muốn trả liện nó nhưng không thể. Biết Aoi rất thân với Shizuna nên đã nhờ cô đưa dùng. Nếu mà lần này cô đưa nó thì mối quan hệ hai người họ chắc chắn sẽ chấm dứt. Aoi đã tìm đến Shizuna và cho cô thử món mứt cà chua cô mới làm ra. Shizuna rất thích thú tại đây là món ăn yêu thích của cô aoi hỏi liệu có phải khi ăn nó cô sẽ nhớ đến thầy của mình nhìn phản ứng không phủ nhận của shizuna thì aoi đã không đưa sợi dây mà cách nó đi lúc nói chuyện với jinji cô nghĩ rằng suzuna muốn trở lại ozio nhưng lại cảm thấy tội lỗi vì những điều đã gây ra cho thầy mình dù anh đã không để tâm đến chuyện đó còn jinji thì đoán rằng shizuna lại có cảm giác đang mắc nợ odana đã từng giúp aoi đã nghĩ ra một cách để giúp hai người gắn kết lại cô tìm đến Tokihito hito rủ anh đến ăn tối ở quán ăn của cô khi anh đang tính từ chối thì Hatoji đã nói chen và đồng ý. Tiếp đó cô gặp Shizuna và an ủi cô hãy mạnh mẽ đối diện với Tokihiko chứ đừng chạy trốn như vậy nữa. Trong khi Aoi đang cùng Shizuna nấu món cà chua thì Tokihiko cũng đến như đã hẹn. Hai người có vẻ ấp úng khi chạm mặt nhau. Nhưng Shizuna đã nói ra lời thật lòng là muốn nấu ăn cùng thầy. Thấy được cơ hội Aoi đến nói với Tokihiko. Sau đó thầy trò cùng nhau mặt đối mặt nấu ăn cùng nhau. Khoảng cách của họ cứ thế dần rút ngắn lại. Khi ngồi ăn cùng nhau Shizuna nói rằng cô sẽ trở về ozio khi bản thân trở nên hữu ích hơn và anh cũng đồng ý sau khi mọi người đi hết Hatoji từ mái nhà với vào quán ăn. Đúng lúc Aoi đang thử nghiệm công thức cà ri mới thì anh liền gọi một suất. Cô cảnh báo vị mới này sẽ rất cay, Hatoji tự tin bản thân là người ăn cay nhất trong đám Tengu. Nhưng những lời đó đã bị và đông đốp khi anh vừa mới ăn và miệng đã thét ra lửa. Anh nhận ra đây chính là lý do mà ông già nhà anh luôn khen tay nghề nấu nướng của cô Cao. Thì ra Hatoji là con trai thứ ba của Matsuba hiện tại anh đã bị đá ra khỏi gia tộc vì từng cãi nhau một trận lớn của cha mình. anh còn cảm Tuấn cô đúng là rất giống ông của mình. Hatoji hóa ra lại là một người bạn từng rất thân của Siro. nhớ lại khi trước bởi vì danh tiếng của Siro nên Tenzin làm ăn rất phát đạt. vì vậy mà chủ nhân của ozio cũng rất ghét ông ấy. đang nói chuyện thì Akatsuki đi đến không nói không rằng mà quật ngã Hatoji. thẳng thừng tuyên bố không được đi tán tỉnh phu nhan của Odana. Hattori lại rất bình tĩnh mà trêu Akatsuki rồi bảo anh là một người tiếp tân thì hãy tươi cười vui vẻ lên chứ đừng nhăn mặt như vậy. Hattori vừa mới đi Akatsuki liền trách Aoi sao lại thiết đãi kẻ thù như vậy. Nhưng cô không quan tâm vì đã vào quán ăn thì ai cũng là khách của cô. Hôm sau Aoi đã đặt mua rất nhiều đá lạnh. Cô có ý định sẽ làm ra món đá bào để tráng miệng trong mùa hè oi bức này. Một món ăn thú vị của dương giới mà ở đây sẽ không có. Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì Tenzin lại có biến. Kasuga hấp tấp chạy đến thông báo con của gia đình khách hàng đã mất tích. Mọi nhân viên của Tenjin đều đã chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy. Jinji nói sẽ lên tìm trên những thuyền bay còn để Akatsuki tìm ở tầng hầm. Akatsuki cho rằng Aoi không cần phải cùng đi tìm. Nhưng thân là một nhân viên của Tenjin cô khuôn muốn mặc kệ như vậy, hai người cùng nhau đi đến căn hầm tối. Nhìn vào những dấu tay trên tường có thể chắc chắn rằng đám trẻ đã đến đây. Trước khi đi Akatsuki nói với Aoi nếu khuôn mặt của anh làm đám trẻ sợ thì cô hãy dỗ dành chúng đi xuống căn hầm ngọn lửa quỷ của Odana trên mặt dây chuyền sáng lên, đi sâu vào bên trong địa điểm đầu tiên họ đến là một công xưởng ngầm. Tại đây có rất nhiều con chuột đang cật lực làm bánh gạo nếp. A Oi không ngờ những động vật dễ thương lại phải vất vả làm việc như vậy, rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy chúng đang tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi. Hai người đã thấy đám trẻ đang ăn bánh ở phía trước, nhận ra bản thân đã bị phát hiện. Ba đứa trẻ sợ bị Akatsuki mắng liền bỏ chạy, họ đuổi theo thì đến một phòng thí nghiệm. Ở đây có tiến sĩ Sazaku đang tính toán công thức để cho ra thức ăn mới. Anh không hề nhìn thấy đám trẻ nào ở đây rồi lại luyên thuyên một mình về công thức. Họ nghe thấy tiếng động rơi vỡ bên cạnh thì ra đám nhóc đang lén lút chạy trốn. Akatsuki liền đuổi theo chạy qua cánh cửa. Khi Aoi chạy theo phía sau thì không biết họ đã vào cánh cửa nào. Cô thấy chú chó Nobu của Ozio đang ở đây. Nó đã chạy vào một căn phòng nên cô cũng theo phía sau. Căn phòng này chứa đầy những bức ảnh, bên trong còn có bức hình ông nội cô chụp chung mọi người, còn có cả tấm hình Odana cùng cô nhóc tóc vàng. Con chó lại sủa và dẫn cô qua một cánh cửa. Khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Aoi đã thấy đám nhóc đang trốn phía trước. Đám trẻ nói với nhau không biết cô đi ra từ đâu. Aoi không hiểu gì nhìn lại sau lưng thì đã không thấy cánh cửa đâu. Đám trẻ tiếp tục bỏ chạy vì nếu bị bắt sẽ không thể tìm thấy buộc tóc của em gái. Không ngờ phía trước lại là một vách đá. Hai người anh đã kịp thời dừng lại. Nhưng cô em gái vì không chú ý nên đã trượt chân nãy uống dưới. Aoi vội vàng lao đến ôm lấy bé gái cùng rơi. Cô sợ hãi chả lẽ bản thân sẽ phải chết một cách lãng xẹt như vậy sau khi kết thân với nhiều người ở âm giới như vậy cũng may Akatsuki đã kịp thời đến sử dụng dây tơ nhận bắt lấy rồi kéo hai người lên hai đứa nhóc khen anh rất ngầu như siêu anh hùng bé gái òa khóc vì sợ hãi thì anh lấy ra chiếc cài tóc được tìm thấy khi đuổi theo đám trẻ bé gái không còn sợ hãi anh nữa mà cảm ơn lần đầu có người nói với anh điều này thì phản ứng của anh là cố gắng gượng cười Aoi thấy rất kỳ lạ tại sao buộc tóc của cô bé lại ở trong tầng hầm này ngày hôm đó vừa nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nên Aoi ra xem thì thấy Jinji đang run rẩy nằm dưới đất cô liền đưa anh vào nhà jinji bị sốt là do làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi anh cũng đã tỉnh dậy muốn rời đi nhưng đã bị a oi ngăn lại cô đi nấu một bát cháo rồi quay trở lại thì jinji đã hóa thành dạng đứa trẻ anh xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng và hiện tại cũng đã đỡ hơn sau khi ăn bát cháo vào linh lực của anh dường như đã hồi phục lại tay và đuối của anh dựng lên rồi biến sang hình dạng trưởng thành a oi rưng rưng nước mắt vì lo lắng jinji dùng tay mình gạt nước mắt làm cô rất bất ngờ Cảm giác này vô cùng thân quen khi Azashi đầu tiên cô gặp đã gạt nước mắt cho cô. Jinji thấy rất khó xử khi lại gây rắc rối cho mọi người, nhưng Aoi không cho là vậy. Cô thấy mọi người ở Tenjin ai ai cũng yêu quý anh và luôn được anh giúp đỡ. Jinji mới cho cô biết rằng anh trước đây đã từng làm việc ở quán trọ đối thủ của Tenjin là Ozio. Anh lo lắng mọi người sẽ không tin tưởng anh khi nghe đến chuyện này. Mặc dù cô không biết mối quan hệ của hai bên nhà trọ xấu như nào nhưng cô vẫn rất cần anh. Anh như là một người chỉ dẫn của cô, tâm trạng của Jinji nhờ vậy cũng đã tốt lên. Sau khi đóng cửa tiệm thì con thuyền chở Odana cũng đã trở về. Aoi liền làm cơm hộp đem đến cho anh. Tình cờ cô nghe thấy giọng nói bên trong, nhìn vào mới thấy Odana đang chơi cờ cùng hát toji Cô đứng nghe lén lút và muốn nghe rõ hơn mà dựa vào cánh cửa. Kết quả cánh cửa vô cùng yếu rơi xuống khiến cô ngã lăn ra. Aoi nhìn hai người với khuôn mặt ngại ngùng, còn Hatoji vừa thấy cảnh này đã cười phá lên. Odana chêm lời vào vợ mình có kỹ năng làm cho người khác bất ngờ, điều đó càng khiến cô ngại hơn. Aoi cảnh cáo nếu Odana còn cười thì sẽ không có cơm hộp ý nữa hết. Ngay lập tức anh ngồi lại ngay ngắn không nói gì thêm. Đúng là bật nóc nhà thì chỉ có nước nhịn đói. Hattori nhìn cặp vợ chồng son này cũng không có hứng ăn cơm chó thì đã rời đi. Odana khoe với Aoi rằng anh đã mua hết đầy đủ nguyên liệu để cô làm bánh mì. Aoi ngập ngừng bảo Jinji đã tìm được một nguyên liệu có ở nam giới có thể thét cho men nở làm cho Odana buồn rười rượi. Vừa ăn cơm anh vừa kể lại chuyến đến dương giới của mình. Ở đó anh đã gặp được suzu đang sống rất tốt. Có một điều đặc biệt là xung quanh mộ của Shizu đều dính đầy mạng nhện cô ấy. Anh cũng biết trong khoảng thời gian mình đi vắng Aoi đã giúp mọi người gắn kết lại với nhau hơn. Thế là anh tiến đến xoa đầu nhờ cô sau này vẫn tiếp tục chăm sóc mọi người trong Tenzin bao gồm cả anh. Vào ngày nghỉ của Tenzin Aoi đang nướng mẻ bánh thì ba cu ra đi vào. Anh đến là để mua bánh mì cho đám mèo ông tre dù trong lòng rất muốn cho chúng ăn nhưng vẫn phải nói dối vì cô từng cho chúng ăn những loại đó nên giờ anh mới phải đi mua cho chúng cô đưa cho anh vỏ của bánh mì một loại thực phẩm giá rẻ nhưng lại rất ngon tiện đường lên núi lấy nguyên liệu aoi đã cùng ba cu ra đến thăm đám mèo vừa thấy aoi chúng đã bu quanh a cô ba cu ra ra lệnh cho chúng xếp hàng lại để phát thức ăn vô cùng lễ phép tiếp sau đó là đến lượt anh đi theo cô anh đang muốn đến đỉnh ngọn núi vì odana hiện tại đang ở đó aoi rất bất ngờ vì nơi đây là một khu bồn ngâm chân và Odana đang ở cùng với Hatoji và Tokihiko. Bakuza ban đầu thì lịch sự chào hai người nhưng sau đó lại thẳng thừng của trách Hatoji vì trốn tránh cha mình là mật Suba đang trò ảo Ozio mà chạy đến đây, không xứng đáng với danh xưng một người quản lý tiếp tân. Kế đó là Tokihiko anh tuyên bố Shizuna là nhân viên yêu quý của Tenjin nên sẽ không bao giờ để cô ấy rời đi. Hai người không thể nói lại được gì vì mọi chuyện đều quá đúng. Odana nghĩ ra một ý định đó là nhân ngày nghỉ hôm nay cùng nhau mở một buổi tiệc ngoài trời nhỏ. Nói là làm Aoi liền về quán để lấy nguyên liệu và gọi mọi người đến. Cả đám bắt tay vào nấu nướng, Odana cũng muốn làm mà hỏi Aoi anh có thể giúp được gì không. Cô vừa đưa cho anh gạo để đi nấu liền bị Akatsuki xông đến mắng không ngờ cô lại dám sai bảo cả chủ nhân. Rồi anh chạy đi làm thay, Odana giàu dĩ khi không được làm gì. Sau khi nấu xong cả đám vui vẻ cùng nhau thưởng thức món ăn. Cho đến tối Zio say rượu trách Aoi đã có Odana rồi mà còn độc chiếm cả Jinji rồi lăn ra ngủ. Odana bảo rằng nhờ có cô ở đây mà mọi người đều rất vui. Aoi cũng rất hạnh phúc vì điều đó, đối với cô mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Cô đến hỏi Jinji hôm nay có vui không thì nhìn thấy mặt anh đang rất buồn, bầu trời đột nhiên nổi gió lớn. Con thuyền bay của Ozio đang tiến đến chỗ họ, tất cả bọn họ ai nấy đều rất ngỡ ngàng không biết tại sao chủ nhân của Ozio lại đến đây. Aoi nhìn thấy những người trên tàu đều đeo loại mặt nạ giống như Azashi đầu tiên cô gặp, kẻ có mái tóc màu đỏ nhảy từ trên thuyền xuống. Đó là Gian Ma một khuyển thần có chức vụ tổng quản ở Ozio, sức mạnh của anh ta cũng ngang hàng với Ozio. Thế nhưng vẫn còn một người có quyền lực cao hơn cả anh ta ở Ozio, gia nhân của Ozio thông báo Ogon sẽ đến đây. Bầu trời đang là buổi đêm nhưng cả con thuyền của Ozio phát sáng lên một thứ ánh sáng màu vàng khiến cho mọi người ở đó không thấy được gì. Từ trên thuyền cô gái với mái tóc màu vàng tay cầm chiếc ô từ từ đi xuống. A Oi nhận ra đó là cô bé mình đã gặp lúc trước. Mọi người vừa thấy cô liền quỳ xuống thể hiện sự tôn trọng. Theo như Hatoji thì Ogon là bà chủ của nhà trọ Ozio đồng thời cũng là người sáng lập ra Tenzin. Aoi không hiểu tại sao là người sáng lập ra Tenzin mà lại là chủ của Ozio đối thủ của Tenzin. Trước đây bà đã giao lại Tenzin cho Odana rồi đến hòn đảo phái nam lập ra Ozio, Ogon ra lệnh cho Tokihiko và Hatoji trở về thuyền. Rồi sau đó bảo Jinji cũng đã đến lúc trở về Ozio, mọi người rất ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì bà nói tiếp dựa theo thỏa thuận ban đầu. Sau 50 năm làm việc ở Tenzin anh phải trở lại Ozio, Bakuza chưa từng nghe về chuyện này muốn giải trình thì bị Ogon thẳng thừng từ chối anh không có quyền nói chuyện ở đây. Odana cũng biết chuyện này không thể làm gì đành phải đồng ý, Jinji dường như không gì quan trọng. Anh cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc thời gian qua và tạm biệt họ. Odana hỏi đây liệu có phải là điều anh mươn thì hãy làm như vậy. Chỉ có Aoi là không thể chấp nhận chuyện này. Cô muốn đuổi theo Jinji nhưng đã bị Odana giữ lại. Trước khi đi Jinji nhìn cô với ánh mắt tay thiết rồi đeo chiếc mặt nạ của mình vào. Trong chốc lát cô đã nhận ra anh chính là Azashi năm xưa mà rơi nước mắt. Anh lại không nói gì mà đi lên tàu. Aoi bật khóc xin Odana đừng để Ozio đưa Jinji đi. Nhưng đây là quyết định của riêng Jinji anh cũng không thể làm gì được. Anh nói với Jinji đừng quên về giao ước riêng của hai người. Aoi chơi liều lấy ra túi chứa bánh quy rồi gọi tên Nobu. Ngay lập tức người thấy mùi bấy chú chó đã từ trên thuyền phi vào vòng tay cô. Aoi đe dọa nếu họ dám đưa Jinji đi thì cô sẽ thổi bay Nobu. Gian Ma Du vô cùng hoảng hốt không ngờ con nhãi này làm dám bắt Nobu để làm con tin, đám người trên tàu cũng đang rất tức giận. Aoi vẫn đang thể hiện quyền uy thì xung quanh cô bỗng dưng xuất hiện những luồng ánh sáng màu vàng. Odana định lao đến chỗ cô nhưng đã không kịp, chiều không gian xung quanh Aoi dường như bị biến đổi. Ở trong này cô ký ức về những điều cô trải qua liên tục của về. Trước tiên là đưa cho Odana hộp cơm hộp mà bị anh bắt về làm vợ. Khi vừa mới đến âm giới nhìn mọi người xung quanh vô cùng đáng sợ, thứ đáng sợ hơn nữa là ông cô nợ nần chồng chất phải dùng cô để gán nợ trong khi mọi người ở âm giới đều xem cô là con người thấp kém thì chỉ có jinji đem đồ ăn đến cho cô và anh cũng là người thưởng thức món ăn và nhờ cô mở lại quán ăn hoa nguyệt quỳnh hiện tại tiếp đó là lúc cứu giúp mật su ba và được ông tặng lại cây quạt gia truyền của tengu mối quan hệ không được tốt của cô với những nhân viên của tenjin cũng dần trở nên thân thiết hơn sau khi được cô chăm sóc và ăn đồ cô nấu cô còn giúp suzujan và akatsuki làm hòa sau đó là cùng Suzu gian lên dương giới đến thăm mộ ông mình. Rồi cô vẫn giữ lời hứa với Odana mà đến cánh cổng để trở về âm giới. Cuối cùng cô nhớ về vị Azashi đã cứu rỗi cuộc đời mình. Cô rất nhồn biết danh tính người đó thì lại gần ngay trước mắt người đó chính là Jinji. Để có thể chắc chắn hơn cô muốn hỏi anh điều đó có phải là sự thật không? Lúc Aoi tỉnh dậy thì xung quanh là đám người của Ozio. Janma du cảm thán phép bắt người của Ogon rất tuyệt đến cả Odana cũng chỉ có thể bất lực nhìn cô bị đưa đi mà không thể làm gì càng nói lại càng hăng anh ta chế nhạo aoi khi đến ozio thì dù có là cháu của shi cô dâu của quỷ thần thì cũng chỉ là con người nhỏ bé jinji đã đứng ra cản lại nói hắn không được động đến aoi vì cô là cô dâu của odana luồng sắt khi của hai người tỏ ra như sắp lao vào đánh nhau Zanmazu bảo jinji bây giờ không cần gọi odana là chủ nhân nữa mà đã đến lúc phải trở về ozio khi này con tàu cũng đã đến vùng đất hòn đảo phía nam ozio từ từ hiện ra trước mắt tàu vừa mới cập bến thì một kẻ đã đẩy aoi xuống Jinji liền chạy đến đỡ rồi nói với cô rằng tên đó là Joshi một Azashi dạng khỉ. Aoi đi xuống bên dưới nhìn vào nét mặt mọi người đều rất căng thẳng như lần đầu cô đến Tenjin. Ogon trước khi rời đi căn dặn mazu chuẩn bị một nghi thức nào đó phải thành công. Đám người làm đã bắt Aoi và ném cô vào nhà lao. Janma, du cười nhạo không hiểu sao Odama lại muốn cưới một con người như cô. Anh ta bảo nếu như tình yêu của hai người đủ lớn thì Odana sẽ đến cứu cô mà bỏ đi. Aoi cảm thấy bản thân cô lại gây cho Tenjin thêm rắc rối. Trong khi đang đăm chiêu suy nghĩ thì một giọng nói vang đến, một cậu nhóc gầy gò bưng bữa tối đến cho cô. Aoi rất háo hức mà nếm thử ngay ẩm thực ở nơi đây, không thua kém Tenzin đồ ăn của Ozio vô cùng chất lượng. Vừa ăn cô lại làm nhảm một mình về nghệ liệu thì cậu nhóc cũng thích như cô liền bắt chuyện. Cậu giới thiệu bản thân là Tai Chi thì hai người đã kết bạn với nhau. Sau khi ăn xong nhận thấy nhà ngục này cũng khá tốt, cô đi tìm xung quanh nhận ra ở đây còn có cả bồn tắm. Nhóc Kapepa đã ở trong túi cô mấy tiếng đồng hồ cũng chui ra để ngâm mình. Lúc đi ngủ cô lại lo lắng Jinji đang bị gian ma du ngược đãi nên cố tìm cách ra khỏi đây. Nhưng không có chìa khóa thì không làm được gì. Cũng may nhóc Kapepa thông minh sử dụng bánh quy để trao đổi chìa khóa với Nobu. Nhờ vậy Aoi đã có thể dễ dàng ra bên ngoài. Nhìn quang cảnh bãi biển nơi đây làm cô trầm trồ, đúng lúc bị gian ma du bắt gặp. Anh muốn bắt cô trở về lại nhà giam vì loài người anh từng gặp vô cùng xảo tra và đe tiện. Aoi mới bảo anh đừng lấy ông mình ra làm thức đo cho loài người. Jinji vội vã chạy đến do không nhìn thấy cô trong nhà giam anh nói chuyện với jan mazu về vấn đề lễ hội pháo hoa sắp tới và hứa nó sẽ thành công jan mazu cũng cảnh báo rằng jinji sẽ không thể chạy thoát khỏi lời nguyền nơi này hatoji từ đâu chạy đêm để trò chuyện anh biết cô rất tò mò về ẩm thực buổi sáng của ozio nên đã dẫn cô đến khi người làm đang ăn sáng vừa mới đến nơi thì tên joshi đứng ra thông báo aoi đã bị bắt vì dám vượt ngục cậu cho người ngăn cản hatoji và jinji rồi bắt cô đi vừa hay mật su cũng đang nghỉ dưỡng ở đây đi ngang qua Ông vừa thấy Aoi liền muốn lao đến ôm nhưng lại thấy tên Joshi đang nặng tay với cô. Ông tức giận quầy phá làm nháo nhào hết đồ ở nơi đây. Khi Aoi đang cố khuyên ông dừng lại không nên làm vậy thì Ha Toji cũng giúp cô khuyên. Nhìn mặt anh ông lại càng tức giận hơn mà đuổi theo để đánh tên con trai đần. Jinji bảo mật su hãy dừng lại để bù đắp cho những chuyện đã xảy ra thì Aoi sẽ làm bữa sáng cho ông. Đang còn tức giận thái độ của ông thay đổi ngay lập tức. Cô nhìn tình hình này thì đành phải xuôi heo mà đồng ý làm nữa sáng gian ma có vẻ như không thích điều này mà không cho họ sử dụng nhà bếp jinji cũng đã có tính toán trước anh dẫn cô đi đến tòa nhà cũ của ozio tuy ngôi nhà đã bị bỏ hoang một thời gian dài nhưng mọi thứ bên trong vẫn có thể sử dụng được trái với quán ăn của họ thì nơi đây những dụng cụ đều rất thô sơ phải nấu bằng bếp lửa hatoji mang đến cho cô những nguyên liệu làm bếp sau khi quyến rũ những cô gái ở đó anh còn dậy vào vẻ lảng từ của mình mà nhờ họ lấy giúp nguyên liệu mặc dù nguyên liệu có hơi lộn xộn nhưng với một người có kinh nghiệm phong phú như aoi thì không thành vấn đề Dựa vào những nguyên liệu có sẵn này cô đã nấu ra một bàn thức ăn bình dị mà ngon. Mật su ba vừa ăn vào đã cuống chuồng lên, ông hỏi sao cô lại ở đây. Vì không muốn ông lại nổi điên khi biết cô bị bắt cóc đến nên A Oi chỉ nói đến để giúp nấu ăn cho lễ hội pháo hoa sắp đến. Mật su ba cũng là một vị khách mời đặc biệt, ở đây làm ông vô cùng chán muốn về nhà. Nhưng bây giờ đã có cô thì ông nắn lại một chút khi đi bên ngoài hành lang. Đám người làm đã ghen tị mà dẫm lên chân A Oi khiến cô vấp ngã. Cô gái ne là người cầm đầu khinh thường Aoi là cô dâu của quỷ thần trong lời đồn nhưng lại không có cút nhan sắc nào. Đám người đi theo cũng định bợ mà khen cô ta là đẹp nhất. Sau cú dẫm lên chân đó đã khiến cho chân a oi bị thương. Cô đang ngâm chân làm giảm cơn đau thì Jin Di đến. Thấy những vết thương trên tay và chân cô anh muốn nhanh chóng đưa cô về Tenzin. Khi này tên Gian Ma Du đi đến ra lệnh cho a oi mỗi ngày phải nấu cho mật su một bữa. Anh ta còn lấy đi chiếc châm cài tóc mà Odana tặng cô. Nếu cô dám chạy trốn thì anh sẽ vứt nó mà không trả lại. Ở trong phòng bếp cũ kỹ, Aoi than vãn không biết phải làm nữa tối kiểu gì khi chân đang đau mà nơi này thì lại không có nguyên liệu gì. Rột nhiên có tiếng động lớn bên ngoài, cô sợ hãi cầm chổi đi ra xem, thì bất ngờ thấy trước nhà có một thùng cá lớn. Nội dung bức thư viết rằng anh rất thích ăn món miso cá thu của cô. Aoi biết rằng đây là do Odana để lại nhưng không thấy anh đâu. Cũng may có đống cá cô đã nấu được nửa tối cho mình. Đang ăn thì nhóc KAP pa lảo đảo đi về nói rằng được một người cho ăn dưa chuột no căng bụng. Tại Hao Nguyệt hiện tại, Akatsuki thấy bên trong sáng đèn cứ nghĩ Aoi đã về nên vào xem. Nhưng hóa ra chỉ là Kasuga và Zio đang lau dọn. Zio ngại ngùng phủ nhận không phải vì cô muốn dọn dẹp cho nơi này sạch sẽ thay Aoi. Ba baku ra rất lo lắng cho Aoi sợ cô gặp nguy hiểm thì lại thấy Hoa Nguyệt đang sáng đèn liền đến xem. Thế quái nào mà toàn bộ nhân viên đang ở đây dọn dẹp. Mọi người ai cũng đều rất lo lắng cho Aoi. Nhưng họ không thể làm gì hơn mà giúp dọn dẹp nơi này. Nhìn họ ủ rủ như vậy ba cu ra nói rằng hiện tại người điều hành Tenzin đều vắng mặt nên họ là những người phải bảo vệ nó. Nếu khi Aoi trở về mà thấy Tenzin đi xuống sẽ rất buồn. Ai nấy đều lấy lại động lực lao đi làm nhiệm vụ của mình. Buổi sáng Aoi đường đến ngôi nhà cũ thì thấy trên mặt đất có rất nhiều vỏ chuối. Bảng chỉ đường cũng bị vẽ bậy hết cả lên. Cô không biết ai lại đi bắt nạt cô bằng những trò trẻ con như này. Vừa đến nơi mở cửa thì một xô nước đã đổ thẳng vào người Aoi. Cô rất chán nản nhìn sáng bên cạnh thấy một xe chở nguyên liệu và bên trong phòng bếp có một người đang đeo chiếc mặt nạ đỏ. Người đó ân cần đến hỏi Han thì cô đã nhận ra đây là Odana. Nhìn vẻ ngoài của anh làm cô có hơi ngạc nhiên. Hiện tại anh đã hóa trang giấu sừng của mình đi để không ai nhận ra. Aoi kể cho anh về chuyện chiếc châm cài tóc đã bị gian ma du lấy mất. Odana không hề để tâm đến nó mà chỉ cần cô bình an là được. Aoi lỡ miệng bảo cô thì lại rất thích nó khiến cho mặt anh đỏ lên. Nhìn phản ứng của anh cũng làm mặt cô đỏ theo. Odana đã chuẩn bị đem đồ đến cho cô. Lúc cô đến để tiễn anh thì bàn chân đau nhói bởi vết thương hôm qua. Odana ân cần dùng băng cứu thương sơ cứu cho cô. Hiện tại anh có thể đưa cô bỏ trốn khỏi đây. Nhưng Aoi không muốn bỏ mặc Jinji lại mà đi. Cô muốn anh cho mình biết về sự kiện pháo hoa có phải có gì đó rất đáng ngờ. Odana cũng không giấu giếm gì. Anh không thể đưa Jinji về là vì Jinji có gì phải làm ở đó. Cứ vào mỗi 100 năm Ozio sẽ phải thực hiện một nghi lễ bắt buộc phải thành công vì nơi đây là vùng đất bị nguyền rủa. Nhờ có những nguyên liệu của Odana vừa mang đến cô đã nấu bữa sáng làm mật su ba hài long Ra bên ngoài thì hai cô gái sinh đôi xuất biệt, giới thiệu bản thân là Kai và Mây làm việc ở nhà bếp của Ozio cần cô giúp đỡ. Họ rất tò mò về cách nấu ăn của Aoi muốn tìm hiểu nó. Có một người cô có khả năng gây ra mưa khi bản thân mất bình vì để trong lễ hội pháo hoa sắp đến không có mưa. Hai người cố làm ra thức ăn ngon để Zodoko không tức giận nhưng cô ấy đã chán thức ăn của Ô. Di khoai người muốn nhờ Aoi cho ý tưởng về thức ăn của dương giới chưa từng có mặt ở đây. Aoi vừa biết Kai và mây là người đã làm món ăn cho cô ở lần vào nhà giam nên muốn họ nấu cho cô ăn một lần nữa. Thế là cả ba đã bắt tay trao đổi giúp đỡ nhau. Biết Aoi sẽ cùng làm bữa tối cho mình thì cũng thấy rất hứng thú. Ba người cùng nhau nghiên cứu nghĩ ra món ăn sẽ nấu. Tokihiko cũng đến giúp để trả ơn. Sau cùng món ăn đã được nấu xong, chỉ còn một bước cuối là cho Jodoko thử nó. Họ đem thức ăn đến phòng Jodoko thì cô ấy đã tức giận vì đợi quá lâu. Aoi giới thiệu về món ăn của mình là những nguyên liệu cao cấp phải tự làm rồi ăn trực tiếp. Cô cho rau củ lên chảo sau đó thì đổ phần bột lên trên. Đợi khi nó chín Zodo cô ăn thử thì rất ngạc nhiên bởi độ ngon của nó. Thấy mọi người ai cũng nhìn cô chằm chằm ăn ngon thì Zodo cô bảo họ lại ăn cùng. Aoi còn không ngại chia sẻ công thức cho cô để mỗi khi thèm có thể tự làm ăn. Khi mọi chuyện vừa xong xuôi thì tên Joshi và Zanmazu xuất biệt. Joshi lớn tiếng trách mắng đủ thứ sao lại nhờ sự giúp đỡ của con người. Đến cả Toki Hiko đứng ra nói giúp cũng bị hắn không xem ra gì. mazu gọi Kai và mây đi theo mình. Buổi tối Aoi vô cùng lo lắm cho cặp chị em sinh đôi thì ha to gì ghé đến. Anh cho biết bởi vì có Toki Hiko nói giúp nên hai người họ cũng chỉ bị phạt nhẹ mà không làm sao hai người ngồi trò chuyện với nhau. Gian và Jinji đã bảo anh đừng kể cho cô nghe về sự kiện lễ hội pháo hoa nhưng anh vẫn phá luật nói cho cô nghe. Hòn đảo phía nam này là một hòn đảo ẩm áp yên bình. Thế nhưng thực tế trước đây nơi này có vô cùng nhiều thiên tai bão lũ là do một Azashi đã yểm lời nguyền đen lên hòn đảo này một người tên là Hachizo đã lập nên một nghi lễ xoa dịu Azashi gây ra thiên tai đó lắng lại. Trong một khoảng thời gian dài hòn đảo phía nam này đã trở nên yên bình, Hachizo xây lên một ngôi đền để thực hiện những nghi lễ vào mỗi trăm năm. Mỗi lần thực hiện nghi lễ như vậy cần có một điều kiện để thực hiện nghi lễ đó là thu thập đủ các nguyên liệu được xem như bảo vật quốc gia. Và 300 năm trước họ đã không thập đủ nguyên liệu nên nghi lễ thất bại. Thiên tai một lần nữa xuất hiện khiến cho Hachizo đã chết. Ogon là người đã thay thế Hachizo trong một thời gian và hiện tại là Zanmazu jinji cũng à người có khả năng thực hiện nghi lễ janmazu và jinji giống như anh em của nhau một là hồ ly một là khuyển thần giống như cặp linh thú bảo vệ ngôi đền mà hachizo đã tạo ra anh còn nói thêm về năm thứ họ cần phải thu thập thứ nhất là ô cầu vòng của Zodoko. hiện tại tâm trạng cô ấy đang rất tốt nên sẽ mượn được thứ hai là rượu bí mật của tengu đang được mật su quản lý ba thứ còn lại là chiếc cân nhân hư nhánh cây quý của hâu và cuối cùng là món ăn làm từ kho báu biển cả anh cũng đã bàn bạc với Gian Mazu và Toki không để cho thất bại xảy ra. Ngày hôm sau chân của Aoi được Odana băng bó cũng đã lành lại. Lúc cô đang nấu bữa sáng thì Odana xuất hiện bảo muốn đưa cô đến một nơi. Cô không biết phải đi bằng cách nào vì đứa trẻ Tai Chi luôn canh chừng cô. Anh đã tính hết mà đến rút sợi dây chuyền của Aoi ra. Linh lực của cô đã được nuôi dưỡng bên trong ngọn lửa quỷ của anh. Rồi anh bảo cô hãy thử ra lệnh cho nó biến thân. Cô cũng làm thử thì không ngờ được thật. Nó đã biến thành người có hình dáng giống hệt cô nó lao đến ôm chặt gọi tên hai người theo như odana thì nó chỉ mới được sinh ra cần phải có một cái tên anh nói nó như là kết tinh của hai người làm cô giật mình rồi đặt tên cho nó là ai để cho ai trong nhà thay cô odana dẫn aoi đến khu chợ anh chuẩn bị sẵn một chiếc nón đã yểm sức mạnh của mình nên dù là nhân viên của ozio có nhìn vào cũng không thể nhận ra aoi rất thích thú bởi nơi đây bán vô cùng nhiều thứ mới mẻ mặc dù khu chợ này rất phát triển và có nhiều thương nhân giàu có nhưng cũng rất khó để kiếm được việc làm dẫn đến có nhiều trẻ em bị bỏ rơi trên đường lại bắt gặp người quen của Odana. Họ không hề biết anh là quỷ thần mà chỉ nghĩ là một lính mới gia nhập nghề bán cá. Anh đưa cô đến một nhà trọ lâu đời, rồi đãi cô một bữa cá tươi sống. Đến chiều cùng nhau đi dạo trên bờ biển dài, Odana nhặt từ dưới biển một con sò cầu vòng. Có một lời đồn về loài sò này đó là nó đến từ vĩnh hằng giới. Anh chỉ cho cô biết về hòn đảo dâu nô phía xa. Nó cấm người thường đến vì là nơi sẽ tổ chức nghi lễ. Anh tặng chiếc vỏ sò cho Aoi tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của mình làm cô đỏ bừng mặt. Bầu không khí đang rất lãng mạn thì hai người thấy từ phía nhà trọ Ozio đang có khói bốc lên. Aoi vội vã chạy về thấy khung cảnh vô cùng hoãn loạn. Thì ra là do Hatoji đã xin Mật Su Ba một ít rượu bí mật. Mật Su Ba nay lập tức nổi giận dẫn đến vụ việc ẩu đả như hiện tại. Ông nói anh chính là nỗi ô nhục của gia tộc vì những việc đã làm trong quá khứ mà bây giờ lại còn dám đến xin ông rượu bí mật. Tình hình đang rất căng thẳng Aoi liền lao ra ngăn Mật Su Ba lại. Gian từ trên nhà đi đến xin lỗi Mật Su Ba vì những chuyện đã xảy ra và bù đắp cho ông bằng phòng tốt nhất ở đây mật su ba khẳng định dù bọn họ có muốn làm gì thì cũng sẽ không đưa rượu bí mật ra hatoji sau đó xin lỗi vì đã không giúp được thời gian của họ không còn nhiều nữa cần phải làm mọi cách để có được nó Aoi oi ngỏ ý cô sẽ đi thuyết phục mật su ba thử joshi lại mùm nhanh hơn não cho rằng cô thì làm được cái gì mà giúp nhưng Aoi oi vẫn rất quả quyết nên không còn cách nào khác gian ma du chỉ có thể để cho cô thử xem sao một lúc sau a oi nấu cho hatoji bữa cơm rồi hỏi tại sao hai người lại đánh nhau để cho câu chuyện trở nên sinh động hơn, anh vừa kể chuyện vừa vẽ cho cô hiểu. Trước đây, mật su ba là một du có tính tình nóng nảy, nghiện rượu. Ông suốt ngày đi chơi chọc nữ nhân, sau đó cưới một người tên là sa sa ra cho ra sáu đứa con. Tiện thể nói luôn ha toji là người con thứ ba. Tuy sa sa ra là một người vợ rất tốt, nhưng mật su ba với tính tính nóng nảy của mình, ông khốn chế trách những món ăn không ngon mà lật cả bàn thức ăn. Vào ngày kỷ niệm ngày cưới sa sa ra đã làm món ga món mà mật su ba được mẹ mình làm cho ăn khi còn nhỏ ai nhìn món ăn cũng rất ngon mứa thế nhưng mật su ba vẫn không ưng ý mà đổ hết lần này hatoji không thể đứng nhìn được nữa anh đã đứng lên tranh cãi lại cha khi mẹ đã làm của bà nội cho ông vui vì để trả thù ông mà anh lén bán loại rượu bí mật của tengu làm mật su ba nổi điên trục xuất ra khói gia tộc a oi sau khi nghe xong câu chuyện thì rất cảm động và thấy mật su ba rất ích kỷ nhưng cô cũng không hiểu sao mật su ba vẫn không ưng ý với món ga đó lúc cô đến phòng ông thì nghe ông đang nói mớ xin lỗi xa xa ra và hatoji nó càng làm cho Aoi muốn giúp hai người giảng hòa với nhau hơn. Khi trở về lại nhà bếp cô thấy Ha Toji để quên cuốn sổ tay lại, vừa cầm lên xem thì bên trong một bức ảnh gia đình anh rơi ra. Cô phải cảm thán xa xa ra là một mỹ nhân thực thụ. Aoi dường như đã nhận tìm ra cách để gắn kết cha con họ lại. Hôm sau cô đã đến gặp Ha Toji bàn với anh chút chuyện, tiếp đó là đến tìm Odana muốn được nấu ăn cùng anh. Odana vừa nghe xong đã rất vui, anh luôn ghen tị với Jinji vì không được nấu cùng cô. Aoi chọn địa điểm nấu là trên con thuyền ở ngoài biển. Odana cũng được thay đồ của Tengu để không ai chú ý Trước khi bắt tay vào nấu ăn Aoi muốn cắt móng của anh Odana lại không muốn điều này vì móng tay dài là vật tượng trưng cho quỷ Sau cùng vẫn không thể chống lại nóc nhà mà bị cô cắt hết Hai người bắt tay vào nấu ăn cùng nhau Không lâu sau Hatoji vẫn không biết chuyện gì mà đến đây như đã hứa với Aoi Chưa được lâu thì cấp dưới của Mutsuba đến báo tin Hatoji đã bị tóm Thì ra ông nghi ngờ anh đến là để trộm rượu bí mật Cũng may Aoi chạy đến can ngăn kịp không thì đã có chuyện lớn xảy ra cô giải thích gọi hai người đến là muốn cả hai ngồi ăn cùng nhau sau đó cho dọn lên hai bát gamani để cho họ ăn cả hai bát mật su ba cảm nhận được hương vị mẹ mình đã từng làm trong một bát còn ha to thì thấy hương vị của mẹ mình trong bát còn lại a oi nói hai bát có hai hương vị khác nhau như vậy là do phụ thuộc vào trong thịt của bát mật su ba ăn có xương còn bát của ha to thì không xa xa ra vì lo lắng chồng con mình ăn thịt bị hốc xương nên đã lọc xương ra dẫn đến mùi vị khác với mẹ mật su ba làm ba bây giờ mới chợt hiểu ra, còn Hatoji lại tức giận vì mẹ mình đã quan tâm cho cả nhà vậy mà ông lại đạp đổ hết. Thế là cả hai tiếp tục cãi rồi lao vào đánh nhau. Nhìn hai người họ như vậy, oi nói ra lời thật lòng rằng cô cũng rất ghen tị tại chưa bao giờ được ăn món chứa đầy yêu thương của mẹ. Cũng bởi vì bị ốm mà cô đã gục xuống thì được Odana đỡ lại. Anh nói với hai người hãy ngừng đánh mà làm hòa với nhau. Hatoji cũng nhận ra oi đang cố giúp mình nên đã quỳ xuống cầu xin cha cho anh mượn hũ rượu bí mật. Anh hứa sẽ không dùng nó vào mục đích cá nhân. Mật Su Ba nhớ lại lời vợ mình từng nói trước khi mất là tin vào con trai mình, nhưng không thể vì giờ Ha Toji không phải là thành viên của gia tộc. Thế là ông đã xóa bỏ lệnh trục xuất và đồng ý truyền lại rượu bí mật cho anh. Hai người vui vẻ cầm bình rượu trở về thì chỉ Josi ở nhà Gian Ma và Jinji đang phải gấp rút đi tìm những thứ còn lại. Ra bên ngoài thì tiếng sáo vang lên, nó là do dai du thổi một si mạnh mẽ được xếp ngang hạng với Ogon. Trở về lại nhà bếp, Aoi bắt tay vào làm bữa tối cho Jinji vì gần đây biết anh rất bận rộn a à, y thế thân của cô cũng rất hữu dụng có thể sử dụng lửa để nướng chín đồ ăn lúc Aoi làm xong hộp cơm định đi thì nobu chạy đến sửa tỏ ý muốn cô đi theo nó Aoi oi cũng không phải đứa ngốc liền chạy theo vào sâu trong khu rừng cô giật mình khi thấy jinji đang ở dạng cáo với cơ thể đầy vết thương anh nói đó là những tạp chất tích tụ sự mệt mỏi của anh bây giờ anh đang tận dụng chút ánh trăng yếu ớt để thanh tẩy chúng cô không thể chỉ đứng nhìn thì nói anh há miệng ra đặt thức ăn mình vào trong ngay lúc vừa nuốt nó điều bất ngờ đã xảy ra toàn bộ tạp chất trên cơ thể Jinji đều bị phóng đi hết. Anh cũng thành công trở lại dạng người, hai người ngồi ăn trò chuyện với nhau. Aoi hỏi tại sao lúc nãy anh lại có bộ dạng mệt mỏi yếu ớt như vậy. Jinji cũng không có ý định giấu giếm cô mà hỏi cô đã biết mọi chuyện đến đâu. Hiện tại thứ anh đang tìm kiếm là vảy nhân ngư. Nhân ngư là một si hiếm thấy dường như đã tuyệt chủng. Theo như truyền thuyết thì vảy nhân ngư hiện tại chỉ có trong Long Cung đã đổ nát, nơi mà các nhân ngư từng sống. Có điều ở đó đã bị đặt một lời nguyền khí độc khiến cho những si không thể lại gần. Những ngày qua anh đều đến ngôi đền đó rồi trở về với cơ thể tàn tạ như lúc nãy nhưng vẫn chưa lấy được vảy nhân ngư. Tiện thể Jinji cũng kể thêm về nguồn gốc của ngôi đền. Rất lâu trước đây Hachizo của vùng đất này đã sử dụng điện thờ này để tổ chức nghi lễ. Và Hachizo đó là một người phụ nữ được người đời gọi là công chúa Iso. Công chúa Iso được sinh ra bởi một nhân ngư cuối cùng. Cô ấy có một sức mạnh đặc biệt đó là nhìn thấy được tương lai. Thứ chỉ có trong truyền thuyết khoa học viễn tưởng. Và cô ấy cũng là người đã nuôi dương Jinji cùng Gian Mazu. Khi anh và Gian Ma Du chỉ là những đứa trẻ không nơi nương tựa thì Iso đã đến nuôi dưỡng hai người trở thành linh thú bảo hộ ngôi đền và gánh vác trách nhiệm nghi lễ. Và mỗi dịp tổ chức nghi lễ Iso đều đưa hai người cùng đi thu thập vật phẩm. Còn Azashi gây ra những thiên tai là một lời nguyền đen tối được gọi là Umi, một con quỷ có khả năng đi qua lại giữa âm giới và cõi vĩnh hằng. Nó vốn là một Azashi hiền lành nhưng cơ thể nó loại chính là thiên tai. Nhờ có Iso làm nghi lễ mà cuộc sống ở hòn đảo phía nam này rất yên bình ho đến sự cố vào 300 năm trước khiến cho nghi lễ thất bại đã có người phản bội lại bọn họ khi thiên tai ập đến công chúa iso đã hy sinh bản thân mình chìm xuống long cung để kéo hết toàn bộ thiên tai về mình để lại jinji và jan mazu vô cùng tuyệt vọng khóc lóc từ ngày này qua ngày khác chót đến một hôm ogon đã đến vùng đất này và xây dựng lên ozio tin rằng có bà ở đây thì vùng đất sẽ không chịu tai họa nữa nên cả hai cùng vào ozio làm việc cật lực lý do mà anh rời khỏi ozio là vì jan mazu đã trở thành một hectare chizo để kế nhiệm công chúa iso vì mong muốn Ozio phát triển hơn mà gian ma du càng thay đổi tính cách hạ bệ tất cả những nhà trọ cản đường. Jinji không muốn mọi chuyện ngày càng đi xa hơn nên đã rời Ozio và đến Jinji làm việc. Nghe xong câu chuyện Aoi rất muốn được giúp anh làm gì đó. Jinji liền từ chối do những chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh không biết đối mặt với Odana như nào. Lúc này Nobu lại sủa lớn, hai người chạy đến xem thì thấy Gian Ma Du yếu ớt trên cơ thể đầy tạp chất. Anh đã đến Long Cung cố lấy vảy nhân ngư nhưng không được. Jinji nhờ Aoi trở về Ozio nhờ người giúp và làm gì đó để bổ sung sức khỏe cho Gian Mazu. Hôm sau khi Gian Mazu tỉnh dậy thì Aoi đã bên cạnh chăm sóc anh cả đêm. Anh không nghỉ ngơi gì mà liền đi làm việc. Khi này anh nhớ lại tối qua có nghe cô nói sẽ làm mọi cách để giúp Jinji. Và bây giờ cũng có một việc chỉ có mỗi cô làm được. Đó là ở Long Cung có khí độc gây ảnh hưởng lớn đến Azashi nhưng con người thì không sao. Anh muốn cô đến đó rồi lấy chiếc vảy nhân ngư. Cô đã đồng ý với điều kiện sau khi mọi chuyện được hoàn thành thì cha Jinji về lại với Tenjin. Aoi trở về căn nhà cũ thì Odana đã đợi ở đây. Nhìn mặt cô là anh đã đoán ra có phiền muộn. Aoi cũng kể ra bản thân sắp phải đến Long Cung tìm vẩy nhân ngư. Nhìn mặt cô có vẻ hơi nản thì anh quyết định sẽ cùng cô đến đó. Giống như giúp đỡ vợ gặp khó khăn là nghĩa vụ của người chồng. Anh bảo khí độc ở đó sẽ không làm ảnh hưởng đến anh rồi đưa ra gợi ý cô nên đem theo chút bánh ngọt có thể sẽ giúp được gì đó. Vậy là hai người cùng nhau vào bếp làm bánh Dozazaki phiên bản trái cây. Đợi đến tối thì đến hang động dẫn đến Long Cung. Odana nắm tay dẫn cô vào bên trong. Sau một hồi đi thì tàn tích cũng dần lộ ra. Từ bên trong đó rất nhiều khí độc đang bay ra. Bỗng dưng A Oi nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tên cô. Còn chưa kịp hiểu gì thì mặt đất dưới chân mềm nhũ nhấn chìm cô. A Oi bị rơi xuống vào một căn phòng vô cùng sang trọng. Người ngồi trên chiếc ghế giới thiệu là ISO một Azasi bảo vệ nơi này. Cô đi theo người phụ nữ liền ngạc nhiên bởi trước mắt là khung cảnh khu phố cùng phát triển. Nhưng đây cũng chỉ là những ảo ảnh về Long Cung của một nghìn năm trước. Vào thời điểm đó nơi đây đã rất phát triển nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi thiên tai. Quang cảnh xung quanh lại thay đổi và Iso mời A Oi uống trà. Cô lấy ra những chiếc bánh ngọt đã chuẩn bị cho Iso thử. Vừa ăn bà tâm sự cho cô nghe về chuyện ngày xưa của mình. Đó là lần nhặt được Jinji và Gian bên bờ biển rồi đưa hai người về nuôi. Hai đứa trẻ có tính cách trái ngược nhau. Gian là một người nghiêm túc và rất công lý. Cậu đã làm và tặng cho bà chiếc vòng tay từ san hô. A Oi cảm thấy Gian ngày đó không giống với hiện tại một chút nào. Còn Jinji là một đứa nhóc thông minh nhưng lại rất nghịch ngợm và cứng đầu. Hai đứa nhóc rất thân thiết nên Jinji coi Gian là anh trai của mình. Đang kể thì Iso cảm thấy thời gian cũng đã sắp hết. Nếu còn giữ cô ở lại sợ Odana sẽ phá cả nơi này. Trước khi để cô đi công chúa Iso đã sử dụng năng lực tiên tri và cho Aoi biết cô sẽ là người nấu món ăn làm từ kho báu đại dương. Lúc Aoi tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong long cung đổ nát. Điều đặc biệt là ở đây cô đã tìm thấy chiếc vảy nhân ngư và lấy được nó. Trên tay cô cũng xuất hiện chiếc vòng tay mà Iso đeo. Aoi đang rất vui mừng thì từ Eben sau chiếc ghế một con quỷ chơi đồ gầy nhòm nhìn cô mà chảy nước miếng. Hắn đang mừng vì sắp được một bữa ăn no nê. Aoi vô cùng sợ hãi không biết làm thế nào thì Odana đã đến bế cô tránh xa con quỷ. Nó vẫn không chịu buôn tha mà lao đến thì bị anh dùng một vật nhọn đâm vào bụng. Con quỷ vẫn cố vùng vẫy cào vào lưng anh. Odana sử dụng sức mạnh của mình tạo ra ngọn lửa quỷ thiêu dụi hắn. Thấy trên lưng anh có vết thương Aoi lại cuống quýt cả lên. Vì cô đã cắt móng tay khiến cho anh yếu đi hơn nữa cô không thể dùng gì để sơ cứu cho anh nghĩ đến việc bản thân không thể làm gì cô đã bật khóc xin lỗi odana ân cần chạm lên má cô rồi tiến tới khi hai người sắp môi chạm môi thì anh lại đổi hướng mà hôn lên trên trán khiến con dân fa đang xem đều phải kêu gào hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này aoi muốn gian Du và jinji trở về lại như trước đây nếu hai người họ không còn ác cảm với nhau có lẽ nghi lễ sẽ thành công cô vẫn sẽ ở lại đây để nấu món ăn làm từ kho báu đại dương anh cũng tôn trọng ý kiến của vợ mình mà không ngăn cản cô. Odana còn muốn Tenji giúp Ozio vượt qua sóng gió này nên đã trở về Tenjin. Cô đem chiếc vảy nhân ngư trở lại Ozio. Thay vì vui mừng thì Jinji lại lo lắng khi cô không nói gì mà đến nơi nguy hiểm đó. Aoi vừa mới tắm xong và đi ngoài hành lang thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Jinji và Du vì để cô đi thu thập nguyên liệu. Aoi đi vào nói rằng cô muốn nấu món ăn làm từ kho báu đại dương. Mọi người ban đầu đều không đồng ý vì nó không phải là món ăn bình thường nhưng sau khi nghe cô trình bày được iso bảo phải nấu nó thì jan Du cũng đã đồng giao lại toàn bộ việc nấu nướng cho cô anh để jinji chỉ dẫn Aoi oi mọi thứ về nghi lễ vì hôm đó cô sẽ phải nấu rất nhiều sáng sớm hôm sau a oi cùng jinji nấu ăn với nhau anh chia sẻ rằng trong khoảng thời gian này không muốn cô làm gì cho buổi lễ vì lo cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng giờ mọi chuyện cũng đã lỡ anh chỉ có thể tin tưởng trông cậy và cô làm ra món ăn kết hợp giữa âm giới và dương giới món ăn làm từ kho báu đại dương sẽ được kết hợp với rượu bí mật của tengu ở lần thực hiện nghi lễ lần trước họ đã dâng hải sản sang trọng lên bỗng dưng khi này cậu nhóc hấp tấp chạy đến báo tin người bạn của aoi ở tenzin đã đến đến hóa ra đó là zio cô đang tranh cãi gây náo loạn với joshi ở sảnh gian ma cũng đồng ý để cho zio ở lại mà không đuổi cô đi làm cô có chút ấn tượng với anh chàng đẹp trai này zio bình tĩnh nói cô là trẻ con và Nene cũng đáp lại zio là bà già khiến cho cả hai đều tức giận định dùng phép băng và lửa chiến nhau hatoji muốn vào can lại thì cũng bị chửi là ten guden Jinji và Aoi sau khi thu thập thông tin về những món ăn được dâng lên trong quá khứ thì thấy mọi người ở Ozio đều đang rất bận rộn. Ra là có một nhóm khách đến và nói sẽ bán cho Ozio nhánh cây đá quý của Hou dai nếu như tiếp đãi họ. Hiện tại không biết đó có phải là đồ thật không vì Gian Ma đã đi công chuyện. Nhìn vào bên trong hai người thấy mọi người đang tất bật tiếp rượu cho đám Azaziex. Đây là một đám người thô lỗ khi Nene đang tiếp rượu thì lại bị hắn ta liếm. Đúng lúc cô gái đang bưng đồ đến đụng phải khiến cho cả đĩa thức đổ thẳng lên đầu tên đứng đầu của nhóm người. Mặc dù Nene cùng những người khác đã quỳ xuống xin lỗi nhưng hắn vẫn tức giận tuyên bố sẽ không bán nhánh cây cho họ. Thấy lỗi đều là của bọn chúng nên Aoi định vào để tranh chấp thì bị Jinji ngăn lại. Anh khuyên cô là con người thì không nên ở gần với hạng Azasi này. Trong khi mọi người đang không biết làm gì thì Gio đi đến bảo cứ giao mọi chuyện cho cô, cô tiến vào với nụ cười thật tươi. Cùng với kỹ năng và kinh nghiệm làm quản lý lâu năm đã dễ dàng xoa dịu tâm trạng của tên X, nhưng Nene lại không hề thích điều này. Hôm sau Aoi đang tận hưởng một buổi sáng trong lành thì thấy Josie đang tìm một thứ gì đó cậu bảo đang kiếm thứ màu đỏ mềm mềm, cô cũng nhìn xung quanh xem thì phát hiện ra con chuột màu đỏ. Lúc đụng vào nó thì lại rất nóng. Josie gọi con chuột là Nene và cho rằng nghi lễ sắp đến mà cô cứ trốn tránh trong hình dạng này thì không làm gì được. Aoi mới nhận ra Nene là Aja dạng chuột lửa. Khi hai người đang cãi nhau thì Hatoji đến thông báo Nene hôm nay được nghỉ. Cô lo lắng liệu bản thân có phải vô tích sự mà bị đuổi nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Hatoji đành nhờ Aoi chăm sóc dùm Nene hôm nay. Vậy là cô đã đưa Nene về căn nhà cũ của mình. Cô biết Josie sẽ không hiểu được tâm tư của con gái nên bảo cậu đi làm việc của mình cô sẽ trông Nene. Nè nè. Lúc cậu đi cô mới chui ra ăn thức ăn do Ai làm. Nhờ vậy mà cơ thể cũng lớn lên mà vẫn còn ở hình dạng chuột, không thể trở về hình dạng con người vì cô vẫn còn mắc vài vấn đề tâm lý. Ai oi đã đưa Nene cùng ra ngoài đi dạo. Nene không hề thích ra ngoài với hình dạng này nhưng nhìn xung quanh cũng không có ai chú ý đến cô. Đi tiếp Ai oi đã tìm thấy một quán cà phê giống như ở dương giới làm cô thấy hứng thú vào ngày. Càng bất ngờ hơn khi người phục vụ ở đây lại là Odana bởi vì đã giấu sừng của mình đi nên Nene không hề phát hiện ra anh là chủ nhân của Tenzin. Sau khi ăn xong đồ ngọt, Nene kể rằng cô hiện tại rất trống rỗng không biết phải làm gì. Cô vừa thấy ngưỡng mộ vừa ghen tị với một người đó là Zio, trước đây cô từng đến Tenzin một lần. Khi ở đó cô đụng phải một kẻ say rượu nên rất bối rối không biết xử lý thế nào. Tên say rượu đang sắp gây chuyện thì Zio xuất hiện giải vây giúp cô. Thế nên Nene ngưỡng mộ Zio và trở thành nhân viên phục vụ khách hàng nhưng cô vẫn không thể giỏi như Zio. Lâu dần bản thân cô trở nên ích kỷ mà ghét Zio. Sau khi tâm sự với Aoi thì Nene cũng đã dễ nói chuyện hơn mà gọi thẳng tên cô. Hơn nữa Nene còn hỏi thăm và xin lỗi vì lúc trước từng ngáng chân khiến cô ngã. Mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ thì cũng là lúc Nene trở lại với hình dạng con người. Cô ngại ngùng vì vẫn còn mang trên mình bộ đồ làm việc. Thì Aoi đã đưa cho cô chiếc nón của mình để có thể che giấu thân phận. Hai người ra tính tiền và người thu ngân lại là Odana anh tặng cho cô chiếc nón rồi cổ vũ cô cố gắng khiến a oi đỏ cả mặt thấy được biểu hiện này của cô ra bên ngoài nene đã hỏi có phải hai người đang thích nhau không nếu phải thì trên báo sẽ có tin nóng hổi về cô dâu quỷ thần và anh chàng bán cá nhưng đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của nene lúc đi mua những món đồ bên ngoài người dân xung quanh đã nhận ra nene ở ozio thế là họ súng lấy để bắt chuyện giúp đỡ cô không ngờ bản thân mình lại được mọi người yêu quý như vậy đây cũng là thứ mà Gio không có được. Khi Aoi đang cùng chị em Kai và Mây Cha đóng sổ sách viết về thức ăn được dâng lên cho Umi thì được biết Umi rất không hài lòng với hầu hết các món ăn xa hoa đó. Jinji thất vọng trở về sau khi đã đem cây đá quý đến cho Zaiju xem đồ thật hay giả nhưng anh ta cố lơ đi để mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Bây giờ Joshi đang ở đó múa điệu nhảy cá để mau vui nhưng Zaiju có vẻ như không thích thú cho lắm. Jinji đem đến loại rượu có vị gần giống như rượu bí mật của Tengu và thịt bò thượng hạng họ sẽ cùng thử chế biến nó và ăn thử xem có ổn không. Khi đang nấu thì Joshi chạy đến cầu cứu. Cậu nói Jai Du Than đói bụng muốn ăn gì đó nhờ Aoi đến giúp. Jinji liền từ chối vì cô đang bận nghiên cứu món ăn kho báu đại dương nên để cai và mây đi thay. Rất nhanh món thịt hầm ăn cùng cơm đã được ra lò. Aoi và Jinji vừa uống rượu vừa nhâm nhi đồ ăn kể về chuyện đời. Aoi tò mò hỏi anh không có bạn gái sao khiến Jinji sặc nước. Anh cho rằng bản thân suốt ngày vùi đầu vào công việc thì lấy đâu ra thời gian đi kiếm gấu. Anh cũng hỏi lại cô trước khi đến âm giới thì đã có bạn trai chưa? Cô thẳng thừng nói không nhưng vẫn có một mối tính đầu. Đó là với Azashiko gặp hồi còn nhỏ. Đối với Odana hiện tại Aoi cho rằng cô không có tình cảm gì. Cô cả thấy Odana như là một người bí ẩn cô không thể nào hiểu được và hai người như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Càng uống cô càng nói hăng hơn. Vào hôm trời âm u mây đen, Aoi bị dọa sợ bởi mái tóc từ trên trần nhà rũ xuống. Nhìn lên thì cô mới nhận ra đó là Zazu hắn ta không nói không rằng mà tiến gần chạm lên mặt khen sự yếu đuối của cô rất ngon khác với ông của cô luôn cứng rắn mạnh mẽ a oi không ngờ hắn ta lại biến thái như vậy liền bỏ chạy nhưng bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp khiến cô sợ hãi tất cả đều do giai du làm ra vì hắn là một si lôi thú có khả năng điều khiển sấm chớp dù cô có bỏ chạy để đâu thì giai du cũng như một tên bám đuôi bay theo phía sau hắn cho rằng cô đã quá tin tưởng vào azai nhìn vào cô hiện tại từng bị azai bắt cóc đến âm giới rồi lợi dụng hết lần này đến lần khác bây giờ lại đi giúp Azashi thực hiện nghi lễ. Nói rồi hắn lại cười nhạo khinh thường cô chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường. Bây giờ không có thứ gì có thể khiến hắn hứng thú ngoại trừ cô. Một phụ nữ loài người có nguồn linh lực mạnh mẽ nên hắn rất muốn ăn thịt cô nhưng vẫn chưa đến lúc. Trong khi Aoi đang hoang mang hoảng sợ thì Giai đã nhanh chóng nhét một viên kẹo ngọt vào miệng cô thay cho lời xin lỗi vì đã dọa cô nãy giờ. Hắn nói rằng vì trước đây Shizu là kẻ rất thú vị nhưng bây giờ đã chết nên hắn muốn xem cô có thể đem đến điều mới mẻ gì aoi hét lên cô không giống như ông mình rồi bỏ chạy về ozio tại đây cô đụng phải gian maju anh cũng nhận ra giai du đang đi theo cô nên đứng ra nói giai du không nên dính líu đến aoi hắn ta tiếp tục nói ra những lời khó nghe là anh sẽ không bao giờ tìm được nhánh cây kia để khiêu khích nhưng vì bản thân không ngang hàng với giai du nên gian maju vẫn chịu đựng mà dẫn aoi rời đi dù lời nói có vẻ khó chịu nhưng cô biết anh vẫn là người tốt sắp đến sẽ là buổi thử thức ăn mà aoi dâng lên ở nghi lễ thế là từ sáng cô đã cùng mọi người chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn Kapepa khi thấy AI đang cố giúp ích cho Aoi thì cũng muốn là một người tùy tùng tuyệt vời mà chạy đến đòi cô gạo cho mình công việc. Hatoji cũng đến sớm đem theo hũ rượu bí mật của Tengu. Sắp tới buổi thử thức ăn sẽ được diễn ra ở căn phòng nhỏ nên họ cần phải dọn dẹp lại nó. Hatoji bây giờ mới nhận giờ Jinji gọi mình đệ sớm là để làm việc này chứ không có gì tốt đẹp. Mọi thứ được chuẩn bị xong cũng là lúc Gian Ma Du đến. Sáu người ngồi chung một chiếc bàn nhỏ để thử món ăn mà mấy người lại vô tư coi như đây. Không gian xung quanh lại đột ngột thay đổi xung quanh đều là tiếng sấm sét a oi như trở về lúc nhỏ lúc này a ra si tốt bụng đã đến ăn ủi cô rời khỏi nơi này nếu không sẽ chết người đó còn nói rằng khi cô lớn sẽ khiến cô trở thành vợ anh ta còn chưa kịp nghe thêm thì cô đã bị tiếng gọi của jinji đánh thức hiện cô đang ở trong phòng bệnh và được bác sĩ của ozio là toki hiko chăm sóc anh đoán rằng con người sau khi uống những loại rượu đặc biệt có linh lực mạnh sẽ ngất đi mà không có gì to tát cay và mây cũng đã làm cháo đem đến cho cô a oi vừa ăn vào cảm thấy có gì đó không ổn mà ăn hết cả bát Cô muốn nói chuyện nhưng lại không cất nên lời. Toki Hiko đưa cho cô tập giấy thì Aoi viết cô không thể nếm được vị. Đây là trường hợp đầu tiên mà Toki Hiko gặp. Thường thì con người uống rượu chứa linh lực sẽ chỉ mất đi vị giác chứ không thể mất tiếng như này. Anh hỏi cô đã từng ăn gì trước buổi thức ăn không? Aoi đã nhớ lại được Jai Du cho ăn loại kẹo kỳ lạ. Anh nghĩ rằng Jai Du là một Azashi cổ đại nên biết nhiều chú thuật. Có thể hắn đã dở trò gì đó với cô. Nghe đến đây Jinji tức giận muốn đi tống cổ hắn khỏi nhà trọ thì Toki Hiko ngăn lại. Nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Gian Ma Du biết tình hình của Aoi thì thông báo cô không thể nấu món ăn làm từ khó báu của đại dương được. Họ chỉ có thể để cho Kai và Mây hai người luôn làm cùng cô thay thế. Aoi cũng biết rằng nghi lễ lần này rất quan trọng. Có liên quan đến cuộc sống của toàn bộ người dân nơi đây nên cũng đồng ý. Lúc mọi người đi hết Jinji xin lỗi Aoi vì đã quên cô là một con người yếu ớt mà đặt rất nhiều gánh nặng lên cô. Aoi nằm một mình bật khóc đáng lẽ ra cô nên sớm nhớ lại lời ông từng dặn là cẩn thận với Azazi ngoài những aza si tốt thì vẫn có rất nhiều kẻ bệnh hoạn xấu xa. gian ma du cùng mọi người ngồi lại họp với nhau. họ rất tiếc vì không thể dâng món ăn có chứa linh lực của aoi lên nhưng cũng không còn cách nào khác. về lại căn nhà cũ aoi làm thức ăn thử xem có thể lấy lại vị giác không. mọi chuyện vẫn không hề có tiến triển gì. khi cô đang giàu dĩ ngồi nhìn nhóc Kapepa ăn thì giật mình vì tên giai du bất thình lình xuất hiện trước cửa. hắn đến trêu chọc cô vì đã quá tin vào con người nên mới bị như vậy. thấy dĩa cơm trên sàn, hắn cũng muốn nếm thử món ăn mà mọi người đều điên cuồng khen ngon vừa mới ăn vào hắn ngừng lại một nhịp rồi khen vị rất tệ nhưng tay vẫn liên tục cho cơm vào miệng rất nhanh dĩa cơm đã sạch bóng mà mồm hắn vẫn không ngừng chê nhóc kapepa tức giận vì hắn dám bắt nạt Aoi thì cầm dưa leo lao đến tấn công kết quả đã bị giai du bung bay ra ngoài hắn còn có ý định ăn thịt cô mà để lộ ra hàm răng sức nhọn cũng may jinji đã kịp đến ngăn hắn lại anh hét lớn hắn không được làm hại a oi vì cô là người của odana tên giai du với chiếc lưỡi dẻo hắn nhắc về quá khứ iso hy sinh bản thân mình làm anh rất khó chịu trong khi hắn đang đắc ý thì ba cu ra xuất hiện vừa thấy anh giai du đã há hốc mồm run rẩy hắn nhặt lấy chiếc nắp nồi cơm để bảo vệ bản thân ba cu ra cáo buộc hắn đã làm hại đến aoi người có mối liên hệ chặt chẽ với odana nên phải chịu phạt lần này anh không chỉ đến một mình mà còn đem theo ritsu và chồng bà ấy jinji giải thích cho aoi hiểu vợ chồng ritsu là chủ nhân của cây đá quý hầu dài odana đã nhận ra điều này nên để zio đến ozio truyền tin tức này cho gian mazu ngay ập tức anh rời đi đến thủ đô và thông qua ba cu ra mời vợ chồng Ritsu đến đây. Và Odana đã ra một điều kiện là sau chuyện này để cho Aoi cùng Jinji trở về Tenzin. Thấy cô vẫn còn rất mơ màng Ritsu kể rằng Zaizu là một tên tội phạm tội tệ, để có thể tìm được niềm vui mà thao túng người khác và khiến người đó chịu một kết cục xấu. Lần này hắn ta cũng nhúng tay vào để gây cản trở. Có một vấn đề là cây đá quý hâu dai của đám ếch mang đến là đồ giả. Hàng thật đang được chồng của Ritsu cất giữ ở trong bức tranh. Bức tranh này có chức năng như một chiếc tủ chứa đồ làm đám trộm không thể ngờ được. Có điều lần anh đặt cái cây vào trong này cũng đã rất lâu. Có thể nó đã phát triển ở đâu đó thành một cây lớn, họ cần phải vào trong để tìm nó. Gian Ma du tính sẽ vào trong để tìm thì Ba ra cho biết không gian trong đó khiến cho linh lực Azashi giảm xuống rất nhanh. Anh muốn Aoi đi cùng để nấu ăn bổ sung linh lực. Anh lấy ra một lọ thuốc được Shizuna điều chế có thể giúp cô phần nào. Aoi sau khi uống vào thì ngất đi, lúc tỉnh lại nếm thử thức ăn mà Jinji đem đến thì vị giác vẫn chưa về đổi lại cô đã có thể nói chuyện được ba người đến trước bức tranh ba cu ra căn dặn vào bên trong thì cẩn thận với sương mù ảo ảnh về ham muốn trong người họ sẽ có thể xuất hiện anh từ từ đặt chìa khóa vào bức tranh một màu trắng bao quanh dịch chuyển ba người vào thế giới bên trong bức tranh điều đặc biệt cảnh vật ở đây không màu nhưng động vật thì có màu mắc bởi sự tác động của cây đá quý hâu dài Jinji và Gian Ma Du vừa ăn ý trả lời cùng nhau liền quay ra chê trách có đối phương ở đây khiến bầu không khí ngột ngạt. A Oi đứng ra ngăn cả ai người đừng gây lộn mà tập trung đi tìm cây đá quý. Theo như lời ba cu ra thì họ cứ đi về phía ngọn núi, linh lực từ cái cây sẽ tỏa ra hình cầu vòng vòng là có thể tìm được nó. Đang đi thì trời bất chợt đổ mưa, ba người vội vã chạy vào trú mưa ở một căn nhà cũ. Đây là nơi chứa sách của vợ chồng Ritsu. Aoi muốn pha trà để cả đám cùng uống thì Maju không đồng ý. Anh muốn gấp rút tìm ra cây càng sớm càng tốt liền hóa thành dạng khuyển thần rời đi, để lại hai người cùng nhau ngồi nấu nước. Còn chưa đầy 10 phút Maju đã quay trở lại. Aoi nhìn ra phía cửa không hề thấy ai. Cô để ý phái dưới nhận ra Gian Ma đã cạn linh lực hóa thành hình dạng chó con vô cùng dễ thương. Anh rất tức dậy khi bị gọi như vậy. Cũng may có đồ uống của Aoi nên khi vừa uống áo anh đã hồi lại linh lực trở lại hình dạng người. Ba người tìm hiểu sách ở căn nhà được biết Umi là Azashi được sinh ra từ mâu thuẫn con người với yêu quái ở cõi vĩnh hằng. Bởi vì nó trở nên mất kiểm soát nên người ở cõi vĩnh hằng đã chế ngự nó ở một gốc trong đại dương. Kappa chạy đến bảo họ ra bên ngoài nhìn xem. Trên bầu trời một giải cầu vòng từ linh lực của cây đá quý đã xuất hiện ba người vội vã đuổi theo đến dưới đỉnh núi thì cầu vòng đã biến mất họ vẫn tiếp tục chặng hành trình cho đến khi trời tối vì không thể đi tiếp đành phải cắm trại ở lại nơi đây a oi chỗ tài chế biến làm ra món bánh kẹp lần đầu tiên gian ma du ăn và khen món cô làm ngon vì không thể ngồi mãi một chỗ anh quyết định đi thăm dò xung quanh xem tình hình gian ma du cố gắng như vậy là vì cô không muốn lỗi lầm của 300 năm trước sẽ lặp lại lúc đó họ cũng đang thu thập cây đá quý bởi vì giai du là kẻ đã phản bội gây cản trở quá trình thu thập cây đá quý dẫn đến công chúa iso phải hy sinh bản thân mình gian ma du vì vậy mà phải thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ vùng đất này jinji cảm thấy tội lỗi vì dù hiểu chuyện đó nhưng anh lại chọn cách trốn tránh đến tenjin làm để gian ma du lại một mình anh rất muốn làm lành lại mối quan hệ với gian ma du nhưng điều đó chắc đã không thể khi aoi đang muốn hỏi anh có phải là người cô đã gặp khi còn nhỏ không thì bất chợt một làn sương mù dày đặc kéo đến Jinji đã nhìn thấy người mình muốn gặp nhất đó là công chúa Iso. Anh muốn tiến đến gần chỗ công chúa nhưng đã bị Aoi kéo tay lại. Cô bảo đó chỉ là ảo anh và chiếc vòng tay của cô cũng vang lên khiến anh bình tĩnh lại. Hai người lo lắng Gianmazu cũng gặp tình cảnh tương tự. Đúng như họ nói trong làn xương Gianmazu đã thấy công chúa Iso. Anh từ từ đi theo phía sau thì đã nghe thấy tiếng gọi của Jinji và Aoi phía sau liền dừng lại. Mà dưới chân anh bây giờ chỉ cần đi thêm một bước sẽ bị rơi xuống vực anh tỏ vẻ bản thân không hề bị gì khi Aoi định đệ trêu thì lại trượt chân ngã xuống không cần nghĩ nhiều gian ma du nhảy theo hóa thành hình dạng khuyển thần đỡ lấy cô a oi mơ màng tỉnh dậy ở dưới vực thấy gian ma du vì che chắn cho cô mà mất hết linh lực trở thành chó con anh vẫn muốn đi tiếp a oi nghĩ rằng jinji sẽ rất lo lắng mà đi tìm hai người gian ma du thì lại nghĩ khác anh đoán rằng jinji chỉ lo cho cô còn mong à chết thì đúng hơn Aoi oi khó chịu kể ra jinji vẫn luôn quan tâm anh mà muốn làm lành lại với nhau Cô còn nói bản thân đã được công chúa Iso kể về chuyện hai người và tặng chiếc vòng tay này. Nghe về chuyện này làm anh có hơi xúc động bảo cô tiếp tục đi đến đỉnh núi. Anh chắc rằng Jinji cũng sẽ đến đó. Không lâu sau khi trèo đèo lội suối hai người đã lên được đỉnh núi. Cây đá quý dần xuất hiện vô cùng đẹp mắt. Jinji cũng đã kịp đến phía sau, thấy đã tìm ra được cây đá quý anh vui mừng ôm lấy mazu Vì linh lực dần cạn anh đã biến về hình dạng cáo. Aoi nhìn hai người ôm nhau mà mỉm cười sau khi hái một nhánh cây đá quý aoi gửi báo hiệu về cho ba ra đưa họ về trong quá trình đó cô đã thấy odana chúc cô may mắn vẫn còn thứ cô phải làm mọi người đều rất vui khi ba người an toàn trở về cùng với cây đá quý cay và mây có chút bối rối đến tìm aoi sau khi suy nghĩ kỹ càng họ muốn là đầu bếp chính nấu món ăn cho umi vậy là ba người cùng đến chỗ mazu xin anh cho cô được nấu món ăn kho báu đại dương dù cho cô chưa có lại vị giác cô sẽ không sợ hãi mà trốn chạy chỉ vì lý do nhỏ nhặt này jinji rất ủng hộ việc này còn gian ma du nhìn vào chiếc vòng tay đang phát sáng thì anh đã đồng ý, trời đang dần tối cũng là lúc Umisa 100 năm đang quay trở lại. Lễ hội pháo hoa sẽ được bắn lên để báo hiệu cho Umi biết lễ hội được diễn ra ở đây mà đến. Nene cùng Ha Toji từ Ozio chạy đến báo tin xấu, rằng đột nhiên có rất nhiều khách kéo đến làm cho họ không có đủ nhân viên để tiếp. Trên bầu trời cũng đang có rất nhiều thuyền bay gây cản trở cho công cuộc bắn pháo hoa. Đó là do tên Du đã tung tin đồn sự kiện bắn pháo hoa này vô cùng lớn để một lượng lớn người kéo đến gây cản trở cho lễ hội trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này ở trên trời những chiến thuyền của tenji hàng loạt bay đến làm họ không hiểu chuyện gì odana từ trên tuyển nhảy xuống nói dựa theo dao kèo ban đầu anh đến để đón aoi và zizi về tenjin gặp lại aoi anh còn diễn sâu như đã rất lâu mới gặp nhau mặc dù anh đều đến chỗ cô mỗi ngày jan du lần đầu hạ thấp cái tôi của mình đến cầu xin để cho aoi ở lại nấu món ăn quan trọng odana cũng không làm khó mà đồng ý với một điều kiện là để cho anh cùng người của mình ở lại baku giải thích sau khi có tin đồn về buổi bắn pháo hoa rất nhiều khách hàng của Tenzin cũng kéo đến đây. Ozio thì thiếu nhân lực còn Tenzin lại không có việc để làm. Chi bằng hai bên cùng nhau hợp tác làm ăn trong hôm nay. Vậy là Ozio và Tenzin đã bắt tay với nhau. Aoi cũng vội vàng lên tàu để bay đến hòn đảo phía trước. Tại đây cô được chiêm ngưỡng Jinji ở dạng nữ để hợp với buổi diễn. Anh đưa cho cô bộ đồ ở Tenzin mà Odana đã chuẩn bị để cô có cảm giác như đang nấu ăn ở Hoa Nguyệt. Lịch trình của Umi sẽ là đi qua cổng Toji đến đền thờ chính. Vừa ngồi ăn vừa xem Jinji và Ma Du biểu diễn điệu nhảy lạc thần. Sau khi điệu nhảy kết thúc thì Umi sẽ trở lại biển. Công việc của Aoi sẽ là bưng đồ ăn đến cho Umi đang ở sau tấm rèm. Jinji cẩn thận dặn cô không đừng nhìn mặt hắn. Từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy được mặt nó. Có một kẻ vì nhìn thấy mà đã ập bất hạnh. Sau đó ba người đến nhà bếp. Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và chúng đều là những dụng cụ hiện đại nhất. Lúc pháo hoa được bắn lên trời thì thực thể Umi vô cùng to lớn tiến đến gần. Mọi người đều đang chăm chú nhìn nó thì gian Ma du ra hiệu ai vào việc nấy, thấy tín hiệu Umi đã vào đền thờ chính Aoi liền bê thức ăn khai vị đi, cô từ từ mở tấm rèm và đặt khai thức ăn lên sàn, thì hơi giật mình bởi một bàn tay nhỏ nhắn kéo nó vào trong, Aoi còn có một ý tưởng, để Umi có thể vui vẻ hơn nên cô đặt một tờ giấy sẽ làm thức ăn theo yêu cầu đó, món được yêu cầu đầu tiên là tôm xào sốt có hơi nằm ngoài dự tính của cô, nhưng nguyên liệu cũng đã có sẵn, ba người phối hợp ăn ý chỉ trong thời gian ngắn đã nấu xong. Aoi lại bê nó đến trước chỗ tấm rèm. Lần này đã xảy ra sự cố khi nhóc Kappa ngửi thấy mùi dưa chuột mà không kìm được đã chui ra khỏi tay áo Aoi rồi chạy vào bên trong. Aoi hoảng hốt nhìn sang chỗ Jinji và du thấy hai người cũng đang run rẩy. Cô cố nhỏ tiếng gọi Kappa ra thì nghe thấy cuộc trò chuyện rằng nhóc Kappa đã thấy khuôn mặt của Umi. Nó còn chơi lớn mà xin được ăn ké dưa chuột với Umi. Tiếp sau đó là một loạt tiếng cười của nhóc Kappa vì bị chọc lách. Aoi đã giật mình hét lên ngay khi thấy dung mạo thật của Umi. Cô không ngờ rằng Umi đáng sợ trong lời đồn lại là đứa trẻ Kute Phô Mai Que đang khóc này. Aoi tiến đến chạm tay vào đầu nó thì đứa nhóc nói rằng nó rất đói rất cô đơn. Nó còn nói rằng mọi thứ đêm nay rất ngon nhưng lại không có ai chơi nới nó. Aoi dường như có thể hiểu được những điều đó. Cô kéo tấm rèm xem buổi biểu diễn của Gian Ma và Jinji lên để đứa trẻ có thể xem rõ hơn mà không còn phải nấp trong bóng tối để xem. Aoi ân cần đưa tờ giấy nói đứa trẻ muốn ăn gì thì cứ viết hết lên cho cô. Cai và Mây vô cùng sốc khoe biết cô lại liều như vậy, nhưng Aoi không thể bỏ rơi một đứa trẻ đang đang cô đơn và đói như vậy. Cô muốn hai người giúp mình chuẩn bị món ăn, vì Aoi là phụ bếp, nhiệm vụ của hai người là làm những gì cô nói. Aoi trở lại với món gà chiên giòn, Umi lần này đã cởi mở hơn mà bưng nước mời cô. Vừa uống và cô đã nhìn thấy sự cô đơn của Umi khi bị giam cầm trong mổ gốc hẹp của đại dương vô cùng cô đơn và đói, giống hệt như cô khi còn nhỏ. Trong vô thức cô đã rơi nước mắt đồng cảm với đứa trẻ đáng thương này. Cô cho rằng Umi rát trong mông mỗi trăm năm đến đây một lần sẽ xem ngay như vùng đất này là vùng đất mơ ước có thể ăn uống và vui vẻ xem lễ hội. Cai và Mây cũng không sợ mà bê thức ăn đến, mấy người cùng nhau ngồi ăn. Nhưng vì không thể nếm được vị giác A-Oi không định ăn, Umi lấy ra một phần muốn cô ăn, ngay khi cô vừa cắn vào điều bất ngờ đã xảy ra. Cô đã có thể cảm nhận được vị ngon của chiếc bánh. Gian Ma và Jinji trong thời gian nghỉ giải lao đến trách mấy người lại vui vẻ ngồi ăn trong khi hai người đang nhảy mệt đứt cả hơi. Umi đến kéo hai người vào nhập tiệc chung từ một nghi lễ đầy sự cẩn trọng căng thẳng thì nay nó đã trở thành lễ hội vui vẻ đoạn nhảy cuối cùng của hai người cũng diễn ra umi xem cảnh này cảm động rơi nước mắt nhưng thời gian có hạn bình minh đang dần đến mấy người cùng đi tiễn umi rời đi nhìn bóng lưng đứa trẻ a oi rất buồn mà hỏi nó có muốn đến sống cùng cô không dù rất muốn thì umi vẫn phải trở về nó chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong 100 năm tới lúc umi đi ra biển thì cơ thể cũng hóa lại thành hình dạng khổng lồ một ngọn sóng lớn do đó hình thành. Gian Ma Du nói mọi người nhanh chóng chạy đi. Aoi đã không kịp rời khỏi đó mà bị cuốn xuống biển. trong lúc đang mơ màng, Jinji bơi đến ôm lấy cô. tên Giai Du đã đứng từ trên cao quan sát hết mọi chuyện. hắn đang cảm thấy chán vì mọi chuyện sau cùng vẫn diễn ra suôn sẻ. đang tính rời đi thì thấy Odana đã xuất hiện phía sau. anh đến là để tính toán nộ nần với hắn. vẫn không bỏ được thói xấu Gai Du lấy Aoi ra khiêu khích lần sau sẽ ăn thịt cô. Odana liền tức giận tỏa ra sát khí đe dọa nếu hắn dám đụng vào cô ấy. Anh sẽ ăn thịt hắn từ thể xác đến linh hồn không trở lại phần nào. Giai Du nghe vậy thì sợ đái ra quần mà bỏ chạy. Trở lại với Aoi sau khi được cứu lên bờ cô hỏi Jinji là người đã cứu cô khi cô còn nhỏ sao lại không nói. Anh cho cô biết lần đó không chỉ có anh ở đó. Anh là người đã đem thức ăn đến như người đầu tiên đến gặp an ủi cô và trước khi rời đi hứa sẽ cưới cô không phải anh mà đó chính là Odana. Bây giờ Aoi mới hiểu hết mọi chuyện. Sau đó Jinji ngồi lại nói chuyện với Ma Du ở đền thờ. Hai người đã có một cái nhìn khác về Umi đó là vào mỗi trăm năm ở góc xa nhất của đại dương, những tạp niệm tai họa thoát ra khỏi nơi đó. Khi nghi lễ của họ thành công thì Umi sẽ có thêm năng lượng để ngăn chặn đưa tạp niệm đi. Vậy nên Gian Ma Du quyết định sẽ thay đổi nghi thức nghi lễ thành buổi chào đón thể hiện sự tôn kính và cảm ơn của họ đối với Umi. bởi vì mọi chuyện cũng đều đã diễn ra tốt đẹp. Cũng đã đến lúc người của Tenzin rời đi, hai bên tạm biệt nhau trong sự vui vẻ. Odana xoa đầu khen cô rất giỏi khi có thể làm tốt mọi chuyện ở nơi xa lạ như vậy. Cô mỉm cười cũng đã đến lúc để đền đạp lại anh.